cho những bạn mà không có thể tham gia được buổi học, bạn có thể xem này, hoặc là bạn nào đó tham gia nhưng mà có những cái đoạn mà mình cần xem lại ấy, thì mình sẽ xem lại, cũng là một cái tài liệu ôn tập cho các em sau này nữa. Được. Cô chào mình vào, cô xem màn hình, hôm qua cô quên xem màn hình này. Rồi, đồng bào cô ơi, các em hôm nay âm thanh vẫn ổn chứ các em? Mọi thứ ổn chứ? Ổn, à, rồi, cảm ơn thông điệp tốt quá rồi. Nào, các bạn mở giúp cô ra cái buổi thực hành ứng dụng 7 cho các cô, cho cô này. À, phần đầu cô trò mình sẽ giải quyết liền một cái dạng mà một cái đề phỏng vấn của anh chị của mình vừa vừa phỏng vấn tuần trước này. Cô thấy là có kế thừa những cái kỹ năng mà cô trò mình học trong buổi trước, nên là cô áp dụng, cô đưa vào luôn để cho các em dễ nhớ, cũng là một lần các em ôn bài và đồng thời có những cái kỹ năng mới thêm để cho các em tiếp cận ha. Nếu xác định tinh thần là cái đề phỏng vấn của họ ấy, nó phải phải có tính chất gọi là gì nhỉ, nó phải có cái tính phân loại ấy, phân loại phân lớp phân loại, nó phải có một chút thử thách đúng không, thì đó mới là cái đề để tuyển cái những người có kỹ năng tốt chứ. Chứ nếu mà đề phỏng vấn mà nó quá là đơn giản ấy, thì nó không không có gọi là không thể hiện được cái là người ta muốn tìm người tài đúng không, người làm một việc, nên là nếu mà nó có khó khó một chút xíu cái đoạn đầu ấy, thì nó cũng là bình thường em nhỉ, là bởi vì là chúng ta đang đang làm để đáp ứng cái kỹ năng mà họ đòi hỏi khi các bạn đi phỏng vấn đấy. Nào, các bạn nhìn cho cô Giang này, cái sheet các bạn đứng ở cái sheet đầu tiên dữ liệu để phỏng vấn cho cô Giang vậy, các bạn nào cần cô trợ giúp gì ở đây không nào, cô nhìn xem nhé. Rồi, rồi, cảm ơn các bạn. Nào, các bạn gửi cho cô cái sheet dữ liệu để phỏng vấn nhé. Đây là cái dữ liệu của họ. Khi họ các bạn đi phỏng vấn là họ đưa cho mình, cô trò mình cái dữ liệu này nha. Dữ liệu này cô bảo mình nó sẽ là 4.000 dòng đúng không? Ở đây sẽ là 4.000 dòng, các bạn nhìn cho cô này. À, các bạn thấy này, sẽ là 4.406 dòng chứ không phải là 10 dòng cam táo cóc xoài ổ như cô trò mình làm nữa đâu ha. Vào thực tế, vào chiến trường nó phải là mấy nghìn dòng thế này đấy này. Họ xuất dữ liệu trong trong lưu của họ ra thôi và cho các bạn làm luôn, thực tế làm được thì vào làm cho họ, còn không thì chấp nhận rút lui thôi nhé. Thì các em thấy là đây là dữ liệu thực của họ. Ở đây á, cái dữ liệu này khi các bạn đọc thì các bạn thấy này, à cái gì đó liên quan đến cái phiếu phiếu quét ha, à, có thời điểm quét phiếu này, mã số thành viên thì có nhà máy này, mỗi người thì có cái mã, à, có cái thời điểm mà bạn quét phiếu và họ sẽ đi kèm với cái nhà máy của bạn. Và bên thống kê các bạn nhìn cho cô này, thống kê theo nhà máy này, thực tế họ có 3 câu hỏi, một câu là thống kê này này, một câu là dùng H lookup với lookup, à, một câu tiếp theo là cái sheet cuối cùng của cô trò mình, sheet thứ ba ha. Nào, trước tiên các bạn vào đây, các bạn nhìn cho cô Giang với, à, đây là dữ liệu của họ, dữ liệu gốc để cô trò mình sẽ làm thống kê trên đó. Còn cái yêu cầu của họ là bạn đi làm thống kê theo từng nhà máy, xem là theo từng nhà máy này cái số lượng phiếu cơm đã xuất ra theo từng nhà máy này là bao nhiêu. Cái câu hỏi các em này, các em bên đây dữ liệu của mình có thời gian này, có mã số này, có nhà máy này nha, và bên đây họ yêu cầu cô trò mình thống kê theo nhà máy này, thì đơn giản là, à, cô trò mình suy nghĩ, à vậy là nhà máy này NM1 này xuất hiện bao nhiêu lần trong cái nhà máy này, rồi tương tự, NMTQ chắc là có khi nào nhà máy Trung Quốc không, hay là NM2 nhà máy 2 xuất hiện bao nhiêu lần trong cái cột nhà máy này, vậy thì các em sẽ quyết định dùng hàm gì giúp cô với. Theo các em, đến thời điểm này các em sẽ quyết định dùng hàm gì để em làm cái việc thống kê này? Các bạn cho cô vậy, cho cô cái ý kiến vậy. Các bạn sẽ dùng hàm gì? Hàm gì để các bạn quyết định cho cái chuyện thực hiện cái thống kê cho từng nhà máy này? Theo các em thử phán đoán cho cô vậy. Ừ, đúng rồi. Cô, count ổn không? Count mới đếm thôi. Đếm những, nếu mà nói là count là đếm những ô chứa số thôi. Cô nghĩ là bạn đang nói count ít đúng không? Đúng rồi, cô rằng phải dùng count ít. À, à, điều kiện của em là từng cái nhà máy này này, em cầm em dò trong cái vùng nhà máy này xuất hiện bao nhiêu lần, có nghĩa là ta đang thống kê cho nhà máy đó đúng không? Nào, trước khi cô trò mình làm thống kê, à, rõ ràng là cô trò mình có thể đi qua đi về, cô bảo này, cô sẽ làm cái thao tác này nhé, các bạn nhìn này, nó ra kết quả nhưng nó sẽ rất là phức tạp, nếu chúng ta không có thêm kỹ năng ấy, thì nó sẽ là rất là rối ở cái đoạn này. Các em không làm nhé, để cô Giang làm cho, cô Giang làm cái bước này và cô không khuyến khích các bạn làm cái bước này, bởi vì nó, à, nó về kỹ thuật là các bạn phải phải rất là thành thạo ha, nếu mà chúng ta đi qua đi về giữa các sheet mà không ổn là dễ mắc lỗi ở cái câu này. Cô làm cái phương án này là phương án không khuyến khích này, để cho các bạn nhìn trước này nha, đợi cô tí, cái này là các em không làm, cái này cô làm nhé. Các bạn vừa nói với cô là hàm count if là cô trò mình thắng được một nửa rồi đấy,
Câu này là cô cho mình xác định là cao ít là mình thắng được một nửa rồi. Nào, cô được cái nhìn nhé, trong cao ít là có hai đối số đầu tiên là vùng chứa điều kiện, đối số thứ hai là điều kiện. Điều kiện của em là ở chỗ này là em muốn tính cho nhà máy 1, đồng ý không? Thì vùng chứa điều kiện của em là phải sang bên đề phỏng vấn và cô chọn cho em cái cột nhà máy. Em nhìn này, khi em không đặt tên vùng á, em không đặt tên thì em đi sang sheet này thì nó sẽ tự động nó ghi nhận cái dữ liệu đề phỏng vấn ở cột C. Đồng ý chưa? Rồi, thế là theo cảm tính ban đầu thì em sẽ chọn cột nhà máy này. Xong rồi, ha, cô phải này là xong đối số đầu tiên trong hàm này. Được ý chưa? Rồi, điều kiện là gì? Cô sẽ về sheet thống kê của cô nhấp vào điều kiện nhà máy 1. Các em sẽ thấy nó hơi rối rối cái chỗ cái địa chỉ đúng không? Nhưng không sao, nhưng đến đây lại vẫn phát hiện. Đến đây khi cô copy, cô lại mới phát hiện ra cái sai của cô này. Này, các bạn nhìn nhé. Ở đây bạn đang thống kê trên dữ liệu của đề phỏng vấn ở cột C, em đếm nhà máy 1, đồng ý không? Sang bên đây tại sao lại là không nhà hai nhà máy này, tại sao không được anh nào cả? Bởi vì em đang để cái cột C này, các em nhìn này, em đang để dữ liệu ấy, em đang để kết quả của em ở bên đây là cột C này, đồng ý chưa? Các em nhìn thấy cột C không? Thì khi em copy công thức sang cho cô, xin phép cô cho bạn nào vào đây. Khi cô cho mình copy công thức sang nó sẽ nhảy cột gì nhỉ? Nó sẽ nhảy cột gì nhỉ? Các bạn nhìn này, nó nhảy cột D này. Nha, nó lấy dữ liệu để phỏng vấn cột D này, bởi vì em đang để tương đối. Rồi tiếp theo là cột E này, các em thấy chưa? Vậy là cô đang làm xong cái này, cô mới chột dạ, sai. Vậy là mình phải cố định cái cột C, bởi vì trong tất cả ba nhà máy này thì phải đều luôn luôn đến vào cột C trên cái sheet đề dữ liệu phỏng vấn. Em đồng ý không? Thì khi đó cô Giang copy công thức xong, được chưa? Tất cả đều đến trên cột C của đề phỏng vấn, tốt rồi. Nhưng các em thấy nó nhủ nhằng không? Nó nhủ nhằng trong cái thao tác không? Đã đi qua đi về mà đôi khi các em mà không thạo á, mà các em không có thực hiện cẩn thận là đôi khi nó dễ hỏng lắm. Thì cô trò mình có kinh nghiệm, đấy là đối với những dữ liệu lớn hay đối với những cái vùng mà cô trò mình thường xuyên dùng đến, thường xuyên tác động đến, thì cô trò mình sẽ làm gì nhỉ? Em nhớ cái chuyện câu chuyện đặt tên không? Ta đặt tên để lúc ta cần là ta gọi nó về ha. Cái chuyện đặt tên mà ta gọi về là nó tương ứng với chuyện dùng địa chỉ tuyệt đối. Nào, tất cả các bạn cùng tập thao tác, nó là lại thao tác đặt tên cho cái vùng này cho cô này. Cô sẽ làm chậm nha. Rút kinh nghiệm buổi hôm qua hôm nay cô sẽ làm chậm này, bạn nào không được là cố gắng cô sẽ làm hai lần để nhớ ấy. Nào, để đặt tên cho cái cột nhà máy. Đặt tên cái cột nhà máy này. Ha, cô chọn cả cột nhà máy này, cô đưa lên name box này, cô đặt tên nhà máy nhé. Nhớ là khi đặt tên là nó không có dấu cách này, nó không trùng với nhãn cô, không trùng với nhãn dòng này. Cô kết thúc phím phím gì để kết thúc cái chuyện đặt tên nhỉ? Cô phải nhấn phím enter. Em xong chưa? Cô Giang á, kiểm tra xem mình đã đặt được tên nhà máy đúng chưa? Cô chọn vào nhà máy này. Nào, của cô có nhà máy, cô đặt tên rồi thì nó mới được như thế này. Có bạn nào nhầm là đứng ở chỗ nhà máy để đặt tên không? Hôm trước có một bạn đặt tên mà khi cô trò mình chọn cột C thì đôi khi vì mạng nó lag, đôi khi chẳng hạn bạn lại hiểu nhầm, bạn đứng ở C1 để bạn đặt tên. Chưa? Thì lúc đó nếu mà em đặt tên sai á, nhân tiện đây cô bày nhé, giả sử cũng có một vài bạn chẳng hạn, lỡ mình đang đứng ở C1 mình đặt tên là nhà máy hỏng mất rồi, cô bỏ cột C cơ, cả cái cột mà chứa nhà máy này cơ, các bạn đứng nhầm rồi, bạn làm sai rồi thì làm sao ha? Thế thì lúc đó này, vào formula cho cô, nếu mà em đặt tên vùng bị sai á ha, em chọn vùng bị sai á, em vào formula này, em vào name manager cho cô này, name manager này, em tìm, em nhấn cái chữ N, chữ N là nó bắt đầu cho chữ nhà máy. Đúng không? Nó sai thì em delete đi, em delete đi thì em làm lại. Hiểu ý cô không? Trong trường hợp em đặt sai thì em chọn, tại sao nhấn chữ N? Bởi vì mình đang tìm cái tên mình đặt là nhà máy, nó xuất phát bằng chữ N. Chứ thay vì là em ngồi em dò nó rất là lâu, em nhấn chữ cái đầu tiên ấy, em delete nó đi, delete cái tên đặt sai đi, em đặt lại ha. Còn trong trường hợp bạn nào thành công cho cô rồi là đặt được nhà máy xong rồi này. Nào, bạn nào xong được cái tên nhà máy rồi cho cô xem. Xong rồi nhé, đảm bảo là cả cột đúng không? Đảm bảo là có cột vì ta dò trên cả cột này. Rồi, nào cô trò mình về bên đây. Cái chuyện này là cái chuyện bữa trước ta đã làm liên quan đến cái thống kê mã hàng rồi. Hôm nay cô hy vọng là phải quá một nửa các bạn phải đáp ứng được cái câu này. Nào, cô trò mình đi đếm. Đếm mà có điều kiện. Count if. Em được chưa? Count if. Đối số đầu tiên của cô là gì nhỉ? Điều kiện của cô là đến từng cái nhà máy này này. Thì đối số đầu tiên của cô sẽ phải là gì? Là nhà máy mà cô Giang đã đặt tên lúc nãy ấy. Các bạn đừng có gõ tiếng Việt. Nhà máy này, tên mình đặt thế nào bây giờ mình dùng như thế này. Được chưa? Điều kiện của cô là đến từng cái mã nhà máy của mình này. Có nghĩa là gì? Cô cầm cái mã này cho em, cô tìm trong cái cột nhà máy. Đồng ý chưa? Các em thấy nó đơn giản hơn rất là nhiều so với cái chuyện của cô trò mình cứ nhùng nhằng đi qua đi về giữa các sheet không?
Vậy là các em xong một câu phỏng vấn nha. Nha, thế là khi mà mình vào một cái kỹ năng của mình có là mình phải thể hiện khác. Chứ không là các em đi qua đi về, các em không ổn là các em dễ hoang mang lắm. Rồi, đồng chí nào có kết quả này rồi, cô đợi. Cô làm lại nhé. Thao tác này, tại sao cô cho mình cần đặt cái nhà máy? À, để cho nó tiện, để ta có những, nó là 4.000 dòng, ta chọn toàn bộ cái cột đấy để ta đốt tác động, ta cần ta gọi về cho nó dễ, để khỏi đi về giữa các sheet, cho nó khỏi phức tạp, đúng không? Nhanh gọn hơn rất là nhiều, chính xác hơn nữa, cho chắc chắn hơn nữa. Ha. Nào, xong chưa? Các chú xong câu này của cô chưa? À, ở đặt bước đặt tên nhé. Làm sao để đặt tên nhỉ? Làm sao để đặt tên nhỉ? Bước đặt tên làm sao nhỉ? Ta chọn cái cột này, ta chọn cái cột ta muốn đặt tên này. Được chưa? Ta đưa vào name box này. Ta đưa vào name box này, ta gõ cái tên. Và tên có dấu cách không? Không. Bạn nào mà gõ dấu cách là nó báo là cái tên này không hợp lệ, invalid. À. Rồi, mà lỡ mà đặt một cái tên nhầm á, bạn của mình có một bữa là bạn feedback lại cho cô đấy, mà cô hỗ trợ bạn luôn sau khi feedback đấy, là bạn ấy vô tình, bạn ấy đứng, mình thì chọn cột, mà bạn vô tình đôi khi cái máy các em mình nhìn xa mà nhìn nhỏ mà các em có thể hiểu nhầm lắm. Em đứng ở cái nhãn nhà máy, em đặt tên cho cái OC1 chẳng hạn, cái nó bị sai rồi ha. Thì cô vừa hướng dẫn cho các bạn là trong trường hợp em đặt tên bị sai á, thì em sẽ vào name box, vào cái, cô xin lỗi, vào formula này, có name manager này, nhấn cái tên, nó bắt đầu bằng chữ N chẳng hạn, thì nhấn cái tên, đến cái tên đó là mình sẽ tìm đến cái tên mình đã sai, mình delete đi, thôi đừng có sửa gì nữa, mất thời gian, mình delete đi, mình làm lại ha. Rồi, các em xong chưa? Xong cái bước này chưa? Bạn của mình Hương đã đặt được tên chưa? Đặt tên xong rồi cô trò mình sẽ gọi nó về, đúng không? Trong cái công thức này là cô trò mình gọi cái tên ấy về. Các em được chưa? Rồi, được chưa? Bạn Hương của cô đã ổn chưa? Rồi tiếp theo nhé, tiếp theo này, bước này ổn thì tinh thần nó mới thoải mái để tiếp tục những bước sau đây này nha. Bởi vì là các em biết không, là khi cô trò mình làm ấy, cô bảo rồi, động viên các bạn ngày hôm qua, nó phải là một cái đề khó khó, nó phải là đề đi phỏng vấn xin việc nha, chứ nó dễ thì họ test mình làm gì, họ lọc lấy cái người tốt làm gì, đúng không? Nó dễ thì lại không lọc được cái người tốt, người xuất sắc, đúng không? Nào bây giờ cô trò mình tiếp nào. Các em nhìn cho cô Giang này, sang cái kết quả, có cái câu tính tổng đấy chứ nhỉ. Tính tổng này cũng là một ý trong cái câu này, tổng của các bạn vào home, vào autosum này. Thực tế là cái dấu sigma này này, dấu sigma autosum này, nếu mà em đang đứng ở đây còn có dấu sigma nó cũng giống nhau này. Ha. Hoặc là bạn không thích cái sigma, các bạn gõ bằng sum cũng được nha. Còn cô Giang thì cô dùng autosum cái dấu sigma này. Cô trò mình những lúc mà mình tính tổng là mình tranh thủ những cái gì nó có sẵn. Các em được chưa? Autosum lại. Các em xong chưa? Thực tế là 4.399 phiếu. Các bạn xong chưa? Xong rồi đúng không? Không khó, câu này không khó. Không có gì phải khó câu này hết. Câu này giống như khuyến mãi điểm á. Rồi, cô trò mình tiếp này. Cô trò mình tiếp này. Sang bên đây là cái câu mà yêu cầu kỹ thuật một tí này. Và yêu cầu cái này với là câu mà để lọc cao này. Nhưng là câu cao ít kia cũng tương đối rồi. Nhưng câu này mới là để thể hiện cái lọc nhân sự cao này. Kiểm tra thử xem có trường hợp nào mà phiếu quét nhiều lần hay không nha. Và nếu có thì thống kê thử xem có bao nhiêu phiếu ăn lặp lại và lặp lại bao nhiêu lần ha. Ví dụ như là có những cái mã nào, có những mã nào mà nhiều hơn một lần á, là em phải thống kê vào đây. Và nhiều hơn một lần họ sẽ từ cái nhà máy nào, và thực tế nhiều hơn một lần là mấy lần, bạn sẽ thống kê cái số lần quét phiếu của họ ở đây nè. Các em hiểu ý của họ không nào? Bây giờ nhé, vậy là cô trò mình phải về cái sheet dữ liệu để phỏng vấn này chưa? Và mình phải kiểm tra xem trong cái mã quét này có người nào quét nhiều hơn một lần không. Bởi vì là nguyên tắc là cái phiếu đó được quét một lần cơm này chẳng hạn, nhưng họ mang đi họ quét nhiều lần, thì làm sao để cô trò mình kiểm tra được cái chuyện đấy? Nếu các em không có công cụ thì nó sẽ rất là vất vả, khó lắm, khó để tìm ra lắm. Em thử xem, nếu cái phương án mà các em sắp xếp đi 4.000 dòng mà em ngồi em dò cái ông nào trùng nhau 4.000 dòng, 4.000 dòng tương ứng với khoảng 130 trang ha? Họ một trang là cứ 30 dòng, 130 trang, em thử xem em ngồi em dò lúc nào nó xong để tìm ra những người trùng nhau ha? Thì này, cô trò mình này, ở đây có một cái công cụ liên quan đến chuyện là đánh dấu cái giá trị trùng lặp ha. Và tí nữa cô trò mình sẽ lọc những giá trị trùng lặp sau. Bây giờ ta sẽ làm cái chuyện là đánh dấu cái giá trị trùng lặp này. Bữa trước là các em làm một công cụ là xóa những cái dữ liệu trùng lặp, nhưng mà đoạn này thì ta chưa dùng xóa dữ liệu trùng lặp. Bởi vì nếu mà em mang lên đây em xóa giá trị trùng lặp mà dựa, cô xin lỗi, mà dựa vào cái cột mã này là ông clear hết, giữ lại là cái duy nhất là bị chặt mất rồi,
không phải là xóa dữ liệu trùng lặp ở đây, mà bây giờ ta có nhu cầu là ta đi đánh dấu những ông nào có mã trùng ha. Nào cô dạy các bạn cách đánh dấu nhé. Họ cô có để lý thuyết ở đây cho các em nhìn cho dễ này. Em chọn cái vùng cần kiểm tra trùng lặp nè. Sau rồi em vào cái công cụ conditional formatting nè. Cô chắc chắn đến ngày hôm nay cô viết cái chữ conditional formatting là phải 2/3 các bạn. Đặc biệt là những bạn đã nộp bài 1 rồi là các bạn nên biết ngay conditional formatting nó nằm ở đâu, hay là định dạng có điều kiện nó nằm ở đâu. À, nào, chọn cái vùng cần kiểm tra giá trị lọc của mình chính là cái vùng mã đấy, đúng không? Vào conditional formatting này, vào highlight cell rule này, có nghĩa là highlight lên, đánh dấu lên những cái ô mà thỏa mãn cái luật. Luật gì? Luật mà giá trị trùng, cái duplicate value này chính là giá trị trùng các em này. À, các em nhớ cái chữ duplicate không? Duplicate là trùng lặp, values là giá trị, trùng này. Giá trị trùng đấy. Rồi nhá. Nào cô cho mình thao tác nào. Cô cho mình thao tác cái dòng này trước nào. Các bạn chọn cho cô cái cột về đề dữ liệu đi, về dữ liệu đề phỏng vấn đi. Các em đánh dấu chọn cho cô cái cột mã thành viên. Tại sao chọn mã thành viên? À là bởi vì là cái nên là cái đại diện cho mỗi người, đúng không? Xem thêm ông ta trùng hay không là ta phải dựa vào mã thành viên, nên là cô cho mình phải chọn cột mã thành viên. Các em chọn cột B chưa? Chọn cả cột B nhé. Vào home này, vào conditional formatting của cô Giang này. Cô sẽ làm chậm, hy vọng các bạn đáp ứng được. Cô vào conditional formatting này, cô vào highlight sales rule này. Các em được chưa? Highlight sales rule này. Rồi, các em tìm sang góc bên phải, kênh cuối cùng, gần cuối cùng cho cô là có chữ duplicate value, giá trị trùng. Các em chọn cho cô chưa? Cô sẽ ra cái bảng duplicate value này. Và nhớ ở đây phải là duplicate. Bởi vì nếu mà bạn nào đó mà chọn là unique là chật này, unique là duy nhất. Ha, cô làm chuột là nó unique là duy nhất này, là nó đánh dấu những anh là duy nhất. Còn cô chọn duplicate thì nó sẽ đánh dấu những anh là có giá trị trùng. Hiểu ý cô không? Ở đây thì cái màu nó mặc định là cái màu hồng đỏ đỏ ha. Bạn có thể chọn cái màu khác nhưng cô thì để luôn cái màu mặc định để ta làm cho nó nhanh. Nào, cô nhấn ok nhé. Nhớ là duplicate ở đây nhé, cô nhấn ok. Nào, cô lăn chuột, các bạn lăn chuột của cô Giang xuống đây xem có cái nào là màu hồng không? Cái nào được highlight không? Ví dụ ở ngang dòng 162, 163, 166 là có bắt đầu có những cái xuất hiện màu hồng hồng này. Màu hồng hồng này chứng tỏ là cái mã đó xuất hiện nhiều hơn một lần. Ha, cô làm lại nhé. Cô làm lại cho bạn nào mà chưa được này. Cô chọn cột mã thành viên. Rồi, nói tại sao chọn mã thì cô nói rồi. Bởi vì nó là đại diện cho cái người, cho từng người. Ha, bởi vì họ bảo mình kiểm tra cái mã trùng nhau hay không. Nên là cô cho mình chọn cái từng người đấy. Chọn cái mã thành viên đó. Ta vào home này. Ta vào conditional formatting này. Ta vào highlight cell rule này. Ta vào duplicate value. Có nghĩa là đánh dấu lên. Làm nổi bật cái ô mà có giá trị trùng lên. Cô làm duplicate value này. Cô để mặc định nhé. Đó là duplicate value và cô lấy cái màu mặc định. Còn em không thích màu khác. Không thích màu này thì em chọn màu khác ở trong đây. Rồi cô nhắn ok. Cho câu hỏi này. Đồng bào của cô đã tìm thấy được, nhìn thấy mấy cái màu hồng hồng này chưa? Phải lên được mấy cái màu hồng hồng thì với thành công của bước này. Ha, những cái ông hồng hồng này chính là những ông mà có cái mã trùng đây. Các em của cô xong chưa? Được rồi nhé. Và các em nhìn của cô này, bây giờ là ta đã point ra được chú nào là trùng rồi. Nhưng vấn đề là bây giờ trong 4.000 mà cứ ông nào hồng là cô trò mình đi cóp thủ công ra. Ha, mình ngồi mình cóp, mình nhặt từng ông ra. Ôi nếu mà nó ít thì được chứ nó nhiều mà cứ lượn 4.000 dòng là nó tương đối lâu đấy. Thế thì cô trò mình sẽ có một thao tác là lọc ra những cái người trùng này. Mà lọc người ta dựa vào cái màu. Lâu nay các em cứ nghĩ là cô trò mình đi lọc là mình chỉ lọc được số lớn hơn, nhỏ hơn hay là bằng bao nhiêu. Nhưng không phải, ta có thể lọc được bằng màu. Ha, các em cần lấy ra những cái ông nào mà có cái màu hồng này này. Hiểu ý cô Giang không? Thì ở đây cô Giang có cái bước thứ hai trong cái này là các bạn phải lọc ra cái màu được đánh dấu. Ha, để làm công cụ lọc này, các bạn tìm đến cho cô cái chữ filter. Có rất là nhiều cách để các bạn có thể đến được cái chữ filter này. À, filter này là các em đi được mấy đường đến chữ filter này cơ. Đường nào cũng được, cô sẽ hướng dẫn nhé. Rồi sau đó các em chọn tiêu chí lọc và các em sẽ lọc theo màu. Bởi vì ta đánh dấu là màu gì nhỉ? Màu hồng. Thì các bạn màu hồng hay màu xanh hay màu gì cũng được. Các bạn chọn màu gì thì tí nữa ta lọc cái màu đó. Đồng ý chưa? Rồi sau khi lọc xong thì cô trò mình mới làm cái thực hiện thao tác lọc kết quả. À, ta phải copy kết quả sau nha. Nào ta làm cái bước lọc này, cô trò mình cùng làm chậm với nhau này. Hôm qua có một bạn vướng ở đây này, mà khi cô làm một bạn nào đó bị vướng là cô cũng không muốn các bạn bị chậm hơn các bạn khác đâu, nên cô trò mình sẽ cố gắng làm đồng thời với nhau nhé.
Nào, các em ơi, thao tác để cho ra có cái lọc tự động ấy. Nào, các bạn để cho cô là để chuột vào vùng dữ liệu nhé. Để trong vùng dữ liệu này, các em vào data. Các em vào data chưa? Rồi, các em tìm đến công cụ Sort and Filter, em nhìn thấy cái phễu không? Thấy cái chữ filter của cô không? Hôm qua các bạn bảo là cô em không thấy cái phễu. Ha, tìm cho cô. Có nhiều cách để tìm là cái phễu này lắm. Em vào data này, nhớ là để chuột trong vùng dữ liệu nhé. Để cho nó chọn cái vùng này. Em vào data, vào filter cho cô Giang này. Đã thấy được cho cô mấy cái hình tam giác, cái dấu lọc hình tam giác ở đây chưa? Đấy là cách thứ nhất để các em ra cái lọc nhé. Cách thứ hai là hoàn toàn em có thể đi từ home này. Em có thấy cái sort and filter ở đây không? Các em nhìn thấy cái phễu ở đây không? Lọc và sắp xếp này. Em có thể dùng filter ở đây cũng được. Chỗ nào cũng được. Miễn làm ra cái dấu lọc này cho cô. Đồng ý chưa? Xong cho cô chưa? Bước này xong chưa này? Bước này chọn cái lọc. Cái này người ta gọi là lọc tự động đấy. Các em ổn đúng không? Có bạn nào này cô bảo này, nếu mà bạn nào đó nhấp lại một cái nữa lại hết, bởi vì là nơi nào tạo lệnh nơi đó hủy lệnh nhá, nơi nào tạo lệnh nơi đó hủy lệnh, nên là các em nhớ là khi mà nó có cái dấu lọc đây này, cô trò mình bắt đầu làm lọc này. Ừ, chào Thái ha. Thái ơi, chắc là đoạn đầu này Thái phải xem lại video cho cô rồi. Rồi các bạn để đây cho cô nhé, xong chưa? Hoặc tí nữa cô sẽ tổng hợp lại các bước rồi Thái sẽ follow lại cái bài này cho cô sau. Nào, cô trò mình lọc nào, chọn cho cô cái mũi tên. Tí nữa cô sẽ làm lại một lượt nữa. Chọn cho cô cái mũi tên ở cái mã số thành viên ấy, bởi vì cô trò mình đang đi lọc trên cái dữ liệu mã thành viên có những cái anh trùng nên cô sẽ đứng ở cái mã thành viên. Nó lâu đúng không các em? Bởi vì nó loát dữ liệu của 4.000 dòng của các em, nó có quay chóng mặt đúng của cô không? Nào, các em kích vào cái mũi tên ở mã thành viên này. Nó là 4.000 dòng nên nó lâu đấy. Các bạn lọc cho cô filter by color. Filter by color. Cái được chưa? Rồi cô chọn vào cái hồng hồng. Chọn được cái hồng hồng này này. Đồng ý không? Bởi vì cô trò mình đang đánh dấu lúc nãy là màu hồng nên cô lọc màu hồng. Rồi, các em được chưa? Rồi thế là đợi một tí, cậu nhiều dữ liệu quá, cậu 4.000 dòng cơ mà máy của cậu cỗi quá rồi, già rồi nên là nó phải đợi, nó loát. Các em xong chưa? Rồi và đây là sản phẩm của những chú mà có mã xuất hiện nhiều hơn một lần, là những cái màu hồng mà tớ lọc ra cho cậu. Các em được chưa? Các bạn thành công ở bước lọc này. Lọc này là lọc ra những người mà có số mã xuất hiện nhiều hơn một lần. Các bạn thành công ở bước này chưa? Có bạn nào đang vấp ở bước này không? Rồi nhé. Rồi nhé. Rồi, bây giờ nhé. Bây giờ này. À, các bạn để ý cho cô này, bây giờ này, cô trò mình cần lọc cái, cô cần trò mình cần copy cái dữ liệu này sang cái sheet bên cạnh để mình làm cái thống kê cho cái chuyện là anh ta lặp lại bao nhiêu lần rồi anh ta có trùng này và anh ta lặp bao nhiêu lần thì ta đưa sang bên đây. Nếu mà các em đứng ở bên đây và các em remove duplicate luôn là thất bại này. Bởi vì đây là dữ liệu gốc của họ. Các em hiểu không? Mà các em xóa đi cái là xóa đi mà remove duplicate thì bây giờ cứ mỗi ông là duy nhất một lần là cô trò mình thống kê bên đây là bị chật. Nên là cái kết quả mà cô trò mình lọc xong ấy là mình phải đưa sang cái phần báo cáo này. Nào, các bạn để chuột trong vùng dữ liệu này cho cô nha. Để chuột trong vùng dữ liệu này, cô nhấn Ctrl A này. Cô để trong vùng dữ liệu này, cô nhấn Ctrl A này. Bạn nào mà đang bị khớp một bước nào tí nữa cô trò mình dạy nhau thì lâu nhưng cô làm lại chỉ một chút xíu thôi, cô sẽ review lại đoạn trước ha. Để chuột trong vùng này dữ liệu này cho cô chưa? Cô nhấn Ctrl A này, cô copy này. Ctrl C để copy. Em nhìn này, nó không phải là chọn hết trên cái dữ liệu của mình là 4.000 dòng đâu, mà nó chỉ lấy những cái dòng nó hiện hữu ở đây thôi. Em thấy không? Nó chọn dòng này xong nó mới chọn dòng này chứ nó không phải là liên tục. Nha, để chuột vào vùng dữ liệu muốn copy nhấn Ctrl A, nhấn Ctrl C, copy cho cô Giang chưa? Sang cái kết quả quét kiểm tra này này, sang cái kết quả mà kiểm tra quét nhiều lần này này. Đó. Các bạn đứng ở A4 các bạn dán cho cô Giang. Các bạn dán cho cô Giang xong chưa? Cần run V, cô Giang làm lại nhé. Này, cái kết quả mình lọc xong này, thấy chưa? Em thấy chưa? Cô để chuột vào bên trong, cô nhấn Ctrl A này. Nó đang chọn hết cả cái vùng của em mà có những cái anh trùng này, hết những ông có màu hồng này, cô copy này. Em được chưa? Cô sang kết quả kiểm tra này, cô dán ở A4. Em xong chưa? Em xong chưa? Rồi này, cô bảo này, cái dòng này là thừa đúng không? Cái dòng này là thừa đúng không? Để mình làm cho nhanh đấy, mỗi mỗi bạn có một cách. Đôi khi có những bạn cẩn thận thì họ họ bên đây họ lựa 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 họ không quét cái nhãn này, đồng ý không? Có những bạn rất là cẩn thận là bạn đi ở bên đây bạn không quét cái nhãn thì bạn ấy mất công bạn chọn từ dưới, còn cô trò mình nhanh cần chọn A cái thì mình copy đi hết. Thì bây giờ sang bên đây cái dòng này là dòng thừa đúng không? Thì kích chuột phải vào cái dòng 4 delete đi cho cô. Dòng này là dòng nhãn thừa này, đúng không? Ta kích chuột phải ta delete đi này.
Rồi ha, à, kể cả cái dữ liệu này của em là không cần đúng không? Cái không cần lưu lại cái ngày này đúng không? Nếu mà các bạn lưu, cô nghĩ là cái cột này khi mà họ không không đưa vào thì cô cho mình không cần lưu cái này nha. Rồi, hoặc là bạn nào đấy mà lúc nãy bạn ấy quá cẩn thận thì bạn ấy làm chẳng hạn thì bạn ấy sẽ làm cái thao tác là chọn cái vùng dữ liệu này hơn này. Bạn ấy copy, bạn ấy đưa sang thì bạn ấy không phải xóa cái dòng số 4 cũng không phải xóa cái thời gian ha. Và để chọn cái dòng này mà dễ á, hôm sau cô sẽ cái phần định dạng á, sang cái phần định dạng cơ bản là cô sẽ dạy cho các bạn làm sao để chọn cái vùng này cho nó nhanh, cho nó dễ ha. Hôm sau sẽ có cái cái gọi là tổ hợp phím cho các em dùng. Cho cô hỏi với các đồng chí của cô có kết quả giống cô ở hiện tại này chưa? Đợi đợi cô tí. Cô ơi em bạn gì đây, bạn gì của cô đợi tí. Em không ấn được vô cái filter by color, hắn bị ẩn. Hắn bị ẩn. Thế thì do gì nhỉ? Vậy là có vấn đề gì của em ở đây? Bước trước em thao tác gì đó khác với cô hả? Để cô gỡ nhé, cô gỡ cái lệnh lọc cho này. Nó bị ẩn. Em đã làm cái thao tác này chưa hay là nó không cho công cụ gì nhỉ? Không được thì có thể là phải check lại video hoặc là để cô hướng dẫn sau thôi. Chứ giờ không không phán đoán được là cái lỗi của em nó ở đâu. Em đã có chưa? Em đã làm cái thao tác highlight lên cái màu ấy chưa? Bạn gì đấy đã làm thao tác highlight lên cái màu này chưa đã này ha. Mà không được thì phải xem lại, check lại video đoạn này hoặc là cô sẽ vào máy để cô xử lý tiếp nhé. Chứ cô chưa, đôi khi là các em làm một thao tác gì đó hoặc là em đang chọn nhiều sheet hay gì đó, cô không có quản lý được cái màn hình của mình nhé, nên cô chưa đoán được ra lỗi. Cô sẽ xử lý sau ha, quan sát cái phía sau này cho cô đã hiểu ý đã. Rồi, hầu hết các em là đang có kết quả đây nhé. Tí nữa cô sẽ review lại một lượt, bạn Liên hay bạn gì đó đợi cô một tí. Rồi nha, các bạn đến đây cho cô rồi này. Và các em nhìn cho cô này, trong cái cột này đang màu hồng, có nghĩa là tồn tại những cái mã nó trùng nhau. Mà khi các em làm thống kê á, ví dụ cái mã này này, 1189 119 1118 91 đâu nhỉ? 18197 nhá. Dưới đây lại có một ông xuất hiện như vậy, dưới đây lại có một ông xuất hiện như vậy. Mình có muốn trong cái bảng báo cáo như thế này không? Không, mình muốn là cái này là cái báo cáo. Mỗi cái mã này là xuất hiện duy nhất một lần và mình sẽ báo cáo là ông ta quét bao nhiêu lần ở đây. Hiểu ý cô không? Vậy là bây giờ các bạn phải nhớ đến cái công cụ remove duplicate mà các bạn đã làm. Để làm gì nhỉ? Để giữ lại những cái mã mà quét nhiều hơn một lần ấy, nó là xuất hiện một lần, nó xuất hiện một lần để ta đi báo cáo thôi. Ha, đó, ví dụ có ba cái mã này xuất hiện trong cái cột này thì giữ lại một cái mã này thế này. Thì các em nhớ đến công cụ remove duplicate không? Các em có nhớ không? Nào, các bạn chọn cái vùng dữ liệu các bạn cần remove cho cô Giang này. Nào, các em chọn dữ liệu xuống đến hết phần dữ liệu của mình này. Em được chưa? Hôm sau cô Giang, các bạn bạn nào mà biết cái tổ hợp phím á, các bạn chọn dòng nhé, nhấn Ctrl Shift với mũi tên chỉ xuống cũng được. Là nó sẽ làm cái việc là chọn hết cái vùng dữ liệu từ cái vị trí em chọn đến phần cuối cùng, dòng cuối cùng. Hoặc bạn nào mà không biết Ctrl Shift với mũi tên chỉ xuống, giữ Ctrl Shift và nhấn cái mũi tên chỉ xuống ấy. Bạn nào không biết thao tác đó thì phải chọn thao tác này. Em chọn cho cô xong chưa? Chọn xong nhé. Cô chào mình vào vào đâu nhỉ? Để xóa dữ liệu trùng lặp vào đâu nhỉ? Vào đâu nhỉ? Vào data này. Vào remove duplicate này. Em được chưa? Vào remove duplicate này. Em xong chưa? Rồi, cô Giang dựa vào cái gì để cô Giang xóa? Cái nào trùng cô cần xóa là dựa vào cái gì? Dựa vào cái mã phiếu, đúng không? Mỗi người đại diện duy nhất là cái mã phiếu. Vậy là cô Giang bỏ cái nhà máy này đi. Cô Giang cần cái mã phiếu thôi. Thực tế là với cái này mỗi ông là đi với một nhà máy, ta có thể chọn cả nhà máy. Nhưng mà để đúng chính xác nhất là ta chỉ căn cứ vào cái nào là cái ID thôi. À, cô dựa vào cái mã số thành viên này, cô nhấn OK. Em được chưa? Và đây các bạn nhìn cho cô này. Ha, có 63 giá trị đã trùng lặp đã được tìm thấy và đã được xóa, có 62 giá trị là duy nhất được giữ lại. Em xong chưa? Rồi, vậy là như thế này họ bảo là kiểm tra xem có trường hợp nào quét phiếu nhiều lần hay không. Đây, kính thưa quản lý, đây chính là những người mà có có những cái mã phiếu mà quét trùng này. Có quét nhiều hơn một lần này. Đồng ý không? Bao nhiêu? 62, kết quả của mình ra 62. Đồng ý chưa? Nào, câu hỏi này, có bao nhiêu bạn ra kết quả ở đây rồi? Rồi, để liên cái này để cô xử lý máy liên sau. Hoặc là tí nữa ta xem lại thao tác. Các em đang đứng ở đây rồi đúng không? Nhưng mà cô trò mình lại còn thiếu một yêu cầu nữa, đó là mỗi phiếu này quét bao nhiêu lần? Ha, mỗi phiếu này quét bao nhiêu lần? Mình sẽ thử nhé. Nào, bây giờ này, cô hỏi này, cô có nhu cầu là kiểm tra cái mã này này.
kiểm tra từng mã này này, trong cái đề phỏng vấn, trong cái dữ liệu toàn bộ cô trò mình xem là cái mã đấy xuất hiện bao nhiêu lần ha. Và bây giờ các em nhớ cho cô nhé, cái này là dữ liệu lệnh lọc đúng không? Cô trò mình lọc là chỉ có những ông mà có trùng lọc nó nằm ở đây thôi, nó đang hiện lên đây thôi. Bây giờ các bạn đi gỡ lệnh lọc cho cô này. Thực tế là khi cô trò mình các em chọn cả cột này á thì cái kết quả nó không có thay đổi đâu, nhưng mà để sau khi các em lọc, cô nghĩ là cái người quản lý họ sẽ muốn mình là trả cho cái bảng dữ liệu đầu ha, chứ họ không muốn để là của tớ 4.000 dòng mà cậu chỉ có chọn ra 100 mấy dòng ở đây thôi, họ không muốn như vậy. Sau khi các em lọc xong, các em gỡ cái lệnh lọc này ra cho cô, gỡ bằng cách nào, gỡ bằng cách nào? Các em nhìn này, có nhiều cách để gỡ cái lọc này ra lắm. Có cái phễu của các em ở đây này, các em thấy cái phễu không, cái phễu cô trò mình vừa lọc không? Các bạn nhấm cái nhất một cái phễu đấy, các bạn sẽ thấy cái chữ clear, hoặc là các em clear trên đây cũng được. Cô trò mình clear ở đây nhé, các em kích clear ở đây cũng được này, chưa? Các em lên trên đây các em clear cũng được này, hoặc các em kích vào filter này cũng được này. Cách nào cũng được, nó sẽ tự động nó nhả ra cái bảng của các bạn, nó nhả hết ra cái bảng 4.000 dòng của các em này. Nào, các bạn trả về cho cô cái bảng lọc chưa? Chỉ cần để chuột trong cái vùng lọc thôi, em vào cái filter một cái là tự động nó sổ ra cái bảng của mình. Rồi, và trả ra được chưa cho cô chưa? Nào, bây giờ cô nói lại nhé, bây giờ bạn phải có nhiệm vụ là dò từng cái mã này này, xem là trong cái đề phỏng vấn, trong cái dữ liệu họ cho gốc của mình thì mỗi mã xuất hiện bao nhiêu lần. Và những mã này là những mã mà nhiều hơn một lần, đúng không? Thì nó phải là kết quả phải từ 2 trở lên, đúng không nào? Nào, chứ là hàm gì? Giờ cô cầm cái mã này, cô dò trong cái dữ liệu mã số thành viên này, thế thì cô lại phải dùng hàm gì theo các em? Lại là cái hàm gì? Các em là hàm gì nhỉ? Lại là hàm gì nhỉ? Lại là COUNTIF. Rồi cô hiểu tại sao có một số nói là SUMIF đấy. Nó phải là COUNTIF. COUNTIF các em ạ. SUMIF ý là các bạn ấy hay dịch thế này này, không phải một bạn nào đấy dịch đâu. Là em có cái xu hướng em dịch là xem tổng số lần mà anh ta quét là bao nhiêu, đúng không? Các em dịch là tổng số lần quét là bao nhiêu nên em sẽ dùng SUMIF. Nhưng mà không, cái này không phải là hàm SUMIF, bởi vì khi SUMIF thì em phải có cái vùng tính tổng, đúng không? Nếu mà em làm SUMIF thì lại phải có cái vùng tính tổng, và rõ ràng ở đây không phải là vùng tính tổng ở đâu cả, mà nó đếm cái số lần xuất hiện, đúng không? Thì nó là xem cái mã này này, tớ có mặt trong đây bao nhiêu lần. Đấy là SUMIF, là COUNTIF chứ không phải là SUMIF. Đếm ha. Nào, làm lại thao tác cho cô. Bây giờ cô muốn thao tác trên cái mã số này, cô muốn đặt tên để cô gọi về bên kia cho nhanh ha. Nào, tất cả các bạn chọn cho cô cột mã số thành viên này. Chọn cột mã số thành viên này. Các bạn nhấp chuột vào đặt tên cho cô là mã số. Các bạn được chưa? Mã số này cô nhấn Enter. Cô đặt cột B này là cột mã số này. Em xong chưa? Nhớ là cả cột B là cột mã số nhé. Hoặc em đặt một cái tên nào đó mà em gợi nhớ lại dễ. Em nghĩ chưa? Các em đặt tên cột mã số chưa? Các em được chưa? Rồi nhé, đặt tên xong này. Cô cho mình về ở cái kết quả kiểm tra nào, cô cho mình làm nào để kết thúc cái bài phỏng vấn này của họ này. Nào, cô bằng count if của mã số này, đồng ý không? Và cái mã số cô trò mình điều kiện là chính là cái mã mà cô trò mình đang kiểm tra xem ông ta quét bao nhiêu lần đấy, đúng không? Và nó sẽ bốc từng cái mã này trong cái vùng mã số ở bên cái đề phỏng vấn này của em, trên những dữ liệu phỏng vấn để nó đếm. Thế là các em thấy này, hầu hết đây là 2 này, nó phải là trên 1, bởi vì mình đang cắt ra những ông, mình lọc ra những ông là bị trùng mà, nên là nó phải là nhiều hơn 1, đúng không? Từ 2 mà có những bạn là 3 này. Rồi, đừng bảo cô, các em xong chưa? Để phỏng vấn đấy, để phỏng vấn đi xin việc đấy. Các em ạ, đứng ở đây được chưa? Rồi ha. Rồi, tốt rồi này. Thực tế là nó hơi tốn nhiều năng lượng để ta giải thích với nhau khi các bạn học thôi. Còn khi cô trò mình làm á, các bạn vào từng bước, mọi thứ kỹ năng nó phải hồi lại trong cái đoạn đó. Và cô nghĩ để cô review lại xem tổng nó thời gian của mình hết mấy nhé. Các bạn ra kết quả này được, nhiều bạn ra kết quả này chưa? Có 4, 7, 8 bạn. Các bạn khác có ổn không? Cô sẽ làm lại một lượt ha. Để cho những bạn nào vào sau là một này, cho những bạn nào đang vướng ở câu nào đó thì bạn ấy sẽ xử lý được này nha. Nào, cho cô làm lại một chút xíu, những bạn nào mà chưa có bắt nhịp được ấy, thì bạn ấy sẽ tham khảo lại này. Chịu khó một tí thôi, cô review lại nhanh thôi. Nào, vậy là cô cho mình vào, nếu mà thực tế là bước đầu tiên là các em sẽ chưa biết là mình cần phải đặt cái tên, cái cột mã số thành viên đâu.
Ha, mà khi ta vào cái đề dữ liệu của mình ấy, mình thấy bắt đầu đếm này, mình cần cái mã nhà máy thì các em cứ đi đi đặt cái tên cái nhà máy trước, chứ còn cô trò mình gần như là vào ban đầu là mình chưa biết là mình có dùng mã thành viên hay không nên mình cũng chưa có đặt đâu, đúng không? Đến cái đoạn sau thì cô trò mình mới nghĩ là mình cần đặt. Còn bạn nào đấy mà super, bạn nào mà nhìn thấy gọi là lường được xa trông rộng thì các bạn đặt trước thì cũng được thôi ha. Nào đây là dữ liệu gốc của họ, đây là yêu cầu thống kê. Để thống kê cho từng nhà máy này là có bao nhiêu phiếu cơm thì chúng ta phải dùng thì làm sao? Thì ta phải cầm cái mã nhà máy này này, ta dò trong cái vùng dữ liệu nhà máy này xem nó xuất hiện bao nhiêu lần, và các bạn đã quyết định cho cô dùng hàm cao if rồi, đồng ý chưa? Và cái cột nhà máy này để thao tác thật là nhanh nhé, để cô trò mình làm hàm cho chính xác á, để đi qua đi về giữa các sheet nó nhẹ nhàng á, không có căng thẳng á, thì các bạn đặt tên cột nhà máy này trước này. Chưa? Và trong thống kê này, cái hàm cao if của cô trò mình là tớ dò cái mã ở B3 trong cái nhà máy của tớ đã đặt tên nên nó xuất hiện bao nhiêu lần thì tương ứng với bấy nhiêu phiếu cơm đã phát cho nhà máy tớ. Đồng ý chưa? Và cái B3 này là tương đối này. Nha. Và khi em đặt nhà máy rồi và em gọi về thì lúc nào nó cũng là tuyệt đối hết. Khi mình copy sang nhé, thì này, nhà máy này C3 tương ứng với nhà máy TQ nhé. À, tiếp tục này, nhà máy 2, các bạn thấy không? Là cô trò mình xong được một câu trong cái đề phỏng vấn. Ở đây thực tế là cái câu này không tắt nhiều ý này. Kiểm tra thử xem có trường hợp nào có cái phiếu nào quét nhiều lần hay không, và thống kê xem là cái phiếu ăn đấy lặp lại bao nhiêu lần. Thì cái thao tác là trong cái bảng dữ liệu gốc này của mình, sheet đầu tiên ấy sẽ có những cái mã phiếu mà chúng ta quét nhiều hơn một lần. Làm sao để cô trò mình nhận diện được cái mã phiếu nhiều hơn một lần đấy? Các bạn nhấp vào cái cột mã. Các bạn có chọn vào nhà máy không? Các bạn chọn vào thời điểm không? Không, bởi vì ta đang căn cứ vào cái mã này ta nhận diện, đúng không? Nó là đại diện cho mỗi người. Nhưng cô trò mình chọn cột mã này. Ở trong đây có cái công cụ home này, conditional formatting này, highlight cell rule, duplicate value có nghĩa là bạn hiện lên những cái giá trị trùng lặp, highlight lên, đánh dấu lên những giá trị trùng lặp. Hả? Và giá trị trùng lặp màu gì này, các bạn để mặc định là màu hồng này. Thì sau khi các em làm thao tác đó sẽ có những cái màu hồng là những cái mà đánh dấu cái mã xuất hiện nhiều hơn một lần. Đồng ý chưa? Rồi cô trò mình bây giờ làm sao để bốc được những màu hồng ra, không phải là ngồi copy thủ công mà cô trò mình sẽ đi lọc cái màu đó nha. Nhấp vào vùng dữ liệu này, cô trò mình vào data, vào cái filter để mình có cái công cụ lọc này. Ha, không phải lọc chỉ lọc số đâu mà cô trò mình còn lọc dữ liệu liên quan đến màu được nữa. Các bạn nhấp vào cái mã thành viên. Câu hỏi này, em nhấp bên thời điểm hay là nhấp bên nhà máy có ăn thua không? Không, bởi vì bên thời điểm với nhà máy mình có highlight đâu, mình có đánh dấu đâu, mình đánh dấu những người trùng là trên cái cột mã thành viên, đúng không? Nhưng cô trò mình cứ chọn cái cột mã thành viên, được chưa? Cô filter by color là cô chọn ra cái màu hồng là những cái anh mà có giá trị trùng là gom lại với nhau. Nó lâu nhỉ? 4.000 dòng, máy bạn nào mới thì nó nhanh chứ máy của cô hơi kỳ cựu rồi. Mười mấy tuổi rồi nên là em mới làm phải từ từ. Nha, rồi thế là cô trò mình này, cô copy kết quả. Những cái này màu hồng có nghĩa là chú xuất hiện nhiều hơn một lần nên chú màu hồng ha. À, ta copy kết quả, ta đưa sang bên cái thống kê bên đây nha. Rồi, cái nào mà không cần này, cái này là cái không cần cô xóa đi này. À, cái này dữ liệu ngày tháng thì khi cô không cần cô bỏ đi này. Và bây giờ sẽ có những mã này tất cả là đều xuất hiện nhiều hơn một lần thì cô cần clear đi. Cô cần xóa đi những mã trùng mà cô giữ lại một cái mã duy nhất trong những cái mã trùng thôi. Đúng không? Thì cô trò mình sẽ làm cái nhiệm vụ gì đây? Cô trò mình sẽ làm cái remove duplicate các em đã được học của buổi trước. Các em thấy không? Hoàn toàn là kỹ năng nó sẽ gối nhau. Và đây là lần đầu tiên cô thấy một cái đề phỏng vấn của kế toán của không biết kế toán hay quản trị kinh doanh mà họ sẽ dùng đến cái chuyện remove duplicate đấy các em ạ. Lần đầu tiên cô thấy, chứ còn pivot table lâu nay là thường rồi. Rồi, cô trò mình ok nhá. Vậy là có 62 unique values, vậy là có 62 mã đấy. À, có 62 ông là lặp lại nhiều hơn một lần đấy, đồng ý chưa? Và việc của các em tiếp theo đó là thống kê xem cái mã này thực tế họ quét nhiều hơn một lần nhưng mà thực tế là bao nhiêu ha. Thì em sẽ làm nhiệm vụ gì là em cầm cái mã này này, đồng ý không? Cầm cái mã này này, em dò trong toàn bộ 4.000 dòng này xem cái mã này xuất hiện nhiều hơn một lần thì là nó là bao nhiêu, thì ta đi làm cao if, đúng không? Trước khi làm cao if này, cô Giang sẽ đi gỡ cái lệnh lọc này ra, kích vào cái phễu này, cô đặt tên của anh này là mã số nha, để cô gọi về cho nhanh, để khỏi đi qua đi về lâu ha. Cô gọi mã số, cô đặt tên mã số này, vào đây cô Giang đi thống kê bằng count if của mã số, đúng không, trên cái điều kiện của mình là từng cái mã này đó. Thế là cô trò mình xong việc, nói thì với nhau bày cho nhau thì lâu nhưng mà các bạn thấy là mình review lại từng bước, các em hệ thống lại ổn chứ.
Ổn không? Có, bởi vì là hôm qua feedback thì có một vài bạn hơi rối cái đoạn đầu. Thế cô bảo đồng ý là chắc chắc là rối đấy. Bởi vì nó là cái đề phỏng vấn, cái kỹ năng của nó tổng hợp nhiều. Và các em thấy nó là cao ít, đúng không? Cũng là xóa giá trị trùng lặp là đánh dấu giá trị trùng. Rồi, các em xong nhá. À, đấy là một cái đề phỏng vấn của anh chị của mình. Khi ta không biết thì nó sẽ rất là nhùng nhằng, nhưng ta biết thì ta biết cách để ta làm, ta xử lý từng bước một nha. Nào đồng bào của cô, các em ơi, bạn nào mà chưa xong cái này này, theo cô là các bạn nên ngồi bình tĩnh lại, có thể xem video hoặc các em hồi lại thử xem là mình có thể xử lý được không ha. Nên trải nghiệm một lần, bởi vì đôi khi cũng có thể mình sẽ gặp lại cái yêu cầu này chẳng hạn. Rồi các bạn ơi, các bạn sang cho cô cái sheet cao íp này, sang hộ cô cái sheet cao íp này nhé. Hôm trước cô học cao íp mãi rồi, mấy nghìn dòng cũng đi đếm, thì hôm nay cô lại quay về cái có mấy dòng để đi đếm mà ha, có việc của nó đấy. Nào các bạn nhìn hộ cô này, các bạn nhìn hộ cô nha, lưu ý về cái dấu sao, dấu sao, dấu hoa thị trong Excel này. Ông này ông mới được việc lắm, nếu mà các em biết ý, mà sử dụng linh hoạt nên nó được nhiều việc lắm. Và trong một cái đề phỏng vấn mà các anh chị của mình đã gửi về cho cô thì cũng có những bài liên quan đến cái dấu này. Khi các em có cái dấu này, các em biết sử dụng thì công việc nó rất là dễ. À, nhưng mà không có thì tí nữa cô chỉ cho các bạn có những lúc nó vướng như thế nào nha. Các em nhìn này, cái dấu sao này này, hay là dấu hoa thị này này, nó là trong tin học thì nó là mặc định đại diện cho tất cả các ký tự. Ha, mặc định đại diện cho tất cả các ký tự. Ví dụ như cô Giang bảo đếm số lần mặt hàng táo đã được bán, mà trong khi này các em nhìn của cô Giang nhé, mà trong khi này, ố cô ơi, trên mặt hàng của cô không có chỗ nào là chữ táo hết ha, nó sẽ là táo gì, táo New Zealand, táo Úc, táo Mỹ, táo loại 1, loại 2 là táo gì ấy, chứ không phải mình chữ táo. Bữa trước cái cô đếm mà cô thêm một dấu cách nó còn không chịu đếm cho cô, hôm nay táo mà cầm chữ táo đi dò trong đây là nó bảo không có chữ nào bằng chữ táo hết, nên là nó không có đếm cho được ha. Thì lúc đó các em phải nhớ đến cái điều kiện. À, cô Giang cần tìm cái mặt hàng mà có tên là cái mặt hàng mà bắt đầu bằng chữ táo. Còn cái chuỗi sau đó, sau chữ táo đấy là chuỗi gì thì cô Giang vẫn cứ đếm. Thì lúc đó các em chỉ cần giải quyết bằng cách là thêm cái dấu sao thôi. Hiểu ý cô không? Chỉ cần là trên cái vùng mặt hàng mà cái chữ bắt đầu là chữ táo là cô đi đếm. Ha? Bất chấp đằng sau này là chuỗi gì cũng được đếm vào. À, còn nếu mà em không biết thì em phải làm gì? Em phải đếm cho táo loại 1 xong, em đếm cho táo loại 2, đếm táo loại 3, có bao nhiêu loại thì em phải đi đếm bấy nhiêu loại, xong em đi cộng dồn lại. Nếu mà em không biết cái dấu sao này, đúng không? Thì bây giờ cô trò mình nhé. Vậy đây cô trò mình sẽ làm ví dụ ngay này. Mấy bạn cùng với cô này. Ha, nào, cái này là dễ rồi này. Cái đầu tiên này là dễ, không có gì phải bàn, nhưng ta cứ làm lại nào. Yêu cầu đếm táo loại 1, đếm được không? Có, trong đây có chữ táo loại 1 này. À, táo loại một đâu, cô thấy táo loại một này, đến là một lần nào, thử gõ cho cô ra nhớ lại cái chuyện cao ít. Cao ít đối số đầu, đếm số lần mặt hàng táo loại một đã được bán, điều kiện là táo loại một đó cô, thì vùng chứa điều kiện là mặt hàng ha, mặt hàng em xong chưa, điều kiện là táo loại một, em được chưa? Cái này khó không? Không, đứa nào cái này hôm nay mà la khó là ăn roi á, là trừ cơm á ha, là bớt đi bát cơm đấy. Không khó, đếm được mấy nghìn dòng rồi, làm được bao nhiêu thứ, bây giờ đếm có một cái này không đếm được là ăn roi á. Rồi các em xong chưa? Xong rồi nhá, cái câu chuyện này là không phải nói gì nữa này, đơn giản này. Nhưng bây giờ sang đây nói lại, cô cầm chữ táo đi tìm, đếm số lần mặt hàng táo đã được bán, cầm mà nó dò mà không có chỗ nào là chữ táo hết, toàn là những cái táo gì á. Nếu mà ta không biết á thì sao, phải đếm cho từng loại, có loại một thì đếm bao nhiêu lần bán loại một, loại hai bao nhiêu lần, loại ba bao nhiêu lần, táo New Zealand bao nhiêu lần, táo Úc bao nhiêu lần, ví dụ như vậy. Các bạn phải đếm hết và các bạn cộng dồn lại để các bạn báo cáo cho táo, đúng không? Nhưng mà ta không cần cái việc đó, nếu mà ta không biết cái dấu sao thì ta mới phải làm từng anh một như vậy. Còn bây giờ cô trò mình biết cái chuyện đấy rồi này, các bạn dùng hàm cao if nào, điều kiện là chữ táo nào, vùng chứa điều kiện là mặt hàng, đồng ý chưa, vẫn là câu chuyện này. Rồi điều kiện là những chữ táo này và có cái dấu sao đằng sau này, đóng vào kép vậy này. Rồi các em thấy chưa, miễn là các chú dò cho tôi chữ táo đằng trước, còn đằng sau nó là chuỗi gì tôi đếm hết, cái dấu sao này là cover hết cho tất cả các chuỗi. Rồi xong cái này cho cô Giang chưa, nhớ nha, đi làm nó cũng có thể hỗ trợ cho các em đi làm. Ừ, mà đi phỏng vấn cũng có thể xuất hiện cái này.
Em xong cái này chưa? Cái ông sao này là không có xuất hiện trong cái thi mốt của các em đâu. À, gần như ngày hôm nay cô trò mình học trong đây không có cái gì thi mốt cả. Mà cái này để đi làm. Cái phần mà các em học để đi làm nó mới nặng. Chứ còn cái phần mà để thi mốt thì nó, nếu mà các bạn luyện xong tài khoản là cô trò mình nhanh lắm. Ủa, cô xin lỗi, cô phải mở cái này chứ cô mở tin làm gì. Quên, cái tin này là để cô quay cái màn hình thôi. Rồi, các em xong chưa? Đồng bảo cô xong đoạn này chưa? Được đúng không? Không có vấn đề gì hết. Nhớ nhé, cô bảo này nha, giả sử có một lúc nào đó cô Giang cần là, cô Giang cần nhé, cô ví dụ này, cô Giang cần là đếm cho tớ những cái mặt hàng, ví dụ cô đổi cái điều kiện này, những cái mặt hàng nào mà có sao này, táo này, đoán cho nó ý nghĩa của nó là gì, ví dụ như vậy hả? Vậy là nếu mà cô làm tình huống này có nghĩa là chuỗi trước đếm trong cái vùng mặt hàng, cứ có anh nào mà chuỗi gì đứng trước cũng được, tớ không cần biết, tớ chỉ cần kết thúc bằng cái chữ táo, trong đó giò và kết thúc bằng chữ táo là đếm cho tớ. Hiểu cái dấu, hiểu cho cô không? Vậy nên là cái dấu sao này đặt ở đâu nó cũng là vấn đề các em nhé, đặt trước hay đặt sau hay là đặt hai bên nó lại là có ý nghĩa của nó hết nha. Như thế này có nghĩa là trước, chuỗi trước là gì cũng được, miễn là ông ta kết thúc bằng, chốt hạ bằng chữ táo là đếm cho tớ nha. Hay là nếu mà có cái dấu sao hai bên này thì có nghĩa là gì, là đếm đi, miễn là có chứa chữ táo trong đó, mình chữ táo cũng được, bởi vì là khi cái ông này này, ông này mà không, nó là đại diện ký tự khác thì nó cũng coi như là không có ha. Thì các bạn thấy này, nếu mà ta để điều kiện này có nghĩa là cứ tồn tại chữ táo là đếm trong cái chuỗi đó, hiểu ý cô không? Hay là các em thấy như là các bạn của mình ấy, khi mà thống kê chẳng hạn với các bạn dân luật mà cô trò mình hay hay điền form đăng ký ở cô ấy, đôi khi các bạn ghi là luật kinh tế, luật dân sự đúng không, luật học rồi luật hình sự rất là nhiều. Thế là bây giờ ví dụ như bên quản lý yêu cầu cô là thống kê xem trường bạn ha, trường hàng xóm sang bên mình học cái khóa này là bao nhiêu bạn sinh viên luật. Thế thì cô trò mình, nếu mình không biết thì mình phải đếm cho luật học là có bao nhiêu này, đúng không? Luật bên hành chính, luật học bao nhiêu này, luật dân sự bao nhiêu này, luật hình sự bao nhiêu, các bạn phải đếm từng món, từng ngành một để các bạn cộng dồn. Nhưng rõ ràng cô trò mình đâu có phải làm cái việc ấy nữa. Các bạn có cái dấu sao này, đúng không? Miễn là trong cái chuyên ngành đó có tồn tại cái chữ luật là cô trò mình cover vào, mình đếm. Đúng không? Hiểu ý cô ra ở cái chỗ lấy ví dụ đấy không? À, miễn là trên cái chuyên ngành đó xuất hiện chữ luật, có nghĩa là ta chỉ cần điều kiện, những cái điều kiện cô trò mình chỉ cần viết thế này. Trong cái điều kiện ấy nhá, là các bạn viết thế này nhỉ, sao này, luật này, sao này, đó, miễn là cứ có chữ luật là ta đếm, đó là của dân luật. Đó, các em hiểu ý cô không? Thì các em nếu mà mình biết là một chuyện nhưng vào cái tình huống cụ thể các em biết áp dụng ấy thì nó mới thực sự hiệu quả ha. Rồi, ông này là được rồi đúng không? Nào bây giờ này, tiếp tục áp dụng này. Cô làm đi làm lại để các em nhớ thôi. Tính khối lượng mặt hàng cam đã được bán. Mà trong đây là có cam gì chứ không phải mình chữ cam không. Nên cái điều kiện của em nó lại phải là cam và dấu sao. Đồng ý không? Nào tính tổng khối lượng mặt hàng cam. Tổng khối lượng mà thỏa mãn mặt hàng cam. Thế thì nó sẽ là tính tổng là sum này. Đúng không? Điều kiện đi kèm một điều kiện nên phải là sum ít này. Em được không? Xin ít được chưa? Nào, vùng chứa điều kiện là mặt hàng này. À, điều kiện là những chữ gì? Những chữ cam này. Em được chưa? Cô đóng vào kép này. Em cần tính tổng gì? Có một cái xu hướng là khi các em học hàm mà bắt đầu đến những ông nào mà nhiều đối số là bắt đầu các em hơi ngán ha. Các em ngại, nhưng cô bảo rồi, khi ta không biết ấy, hay là khi ta không có lý do, không tìm được lý do chính đáng để ta học ấy, là ta thấy ngắn ngán nó, nhưng mà khi các em hiểu này, các em biết là mình phải học được nó tự khắc nó thấm vào, tự khắc là nó không không bỏ được cái ác cảm lâu nay à, đúng không? Nào, cái sum rank của mình này, nếu mà em không nhớ được tiếng Việt, không nhớ được thứ tự như trong cái cú pháp tiếng Việt thì em nhìn này, vùng này, điều kiện này, ha, vùng tính tổng này, không biết được chữ gì thì mới biết được chữ sum, đúng không? Sum cái gì? Sum của khối lượng. Thế là cô Giang chọn vùng khối lượng này. Các em mà cô xong chưa? Rồi, thực tế là kết quả giống 17 kg bữa trước, cô chỉ đổi cái mặt hàng mà cô thì tương ứng với cô đổi cái điều kiện, cái kết quả vẫn là 17 kg giống như bữa trước ta dùng cái dữ liệu cũ á. Kem của cô xong câu này chưa? 17 kg. Cô ghi lại hết xem bạn nào chưa được để bạn ấy có thể nhìn để xem như cô. Được rồi đúng không kem? 758. Tốt rồi nha, ổn hết.
Hy vọng các bạn ổn. Không có gì hết, cô lặp đi lặp lại cái dấu sao để làm cái ấn tượng lớn để sau này có những lúc các em cần các em dùng thôi. Nào, tính trung bình khối lượng mặt hàng cam đã được bán. Trung bình nhỉ, average, mà điều kiện là chỉ cho những ông cam thôi, thế là average if. Average if, em phải gõ A, V, E này, rồi tìm average if này. Nếu mà em không thích gõ thì gõ mấy ký tự đầu thì em kích đúp nha, cô đợi nhé. Điều kiện là cam mà cô, thế thì vùng chứa điều kiện lại là mặt hàng. Đồng ý chưa? Đi với điều kiện là những chữ cam. Nếu mà gõ những chữ cam không là nó không gì không tìm ra. Thế mà bởi vì cam gì gì đó nên lại nhớ cái dấu sao. Nhớ nha. Nhớ là sẽ có tình huống là dấu sao đôi khi nó ở đằng sau, đôi khi nó ở đằng trước, đôi khi nó ở hai bên nha. Thì nhớ là khi nào mà cái chuỗi bất kỳ á, em chấp nhận chuỗi nào bất kỳ nó nằm ở vị trí nào á, thì lúc đó ta để cái dấu sao. Rồi, em cần tính trung bình cho vùng nào? Trung bình khối lượng. Average range này, average range là đối số thứ ba, trung bình khối lượng cô ạ, nên cô quét cho em vùng khối lượng. Em nghĩ chưa? Rồi, cái này 5667 thì đấy là các bạn có thể để ý cho cô là nó tương ứng với số chữ số phần thập phân ý. Các em có để 2, có thể để 2, 3, 1 chữ số phần thập phân. Trong home mình có cái định dạng chữ số phần thập phân này. Rồi, em để tùy cái này là miễn là công thức này các em ổn là được cho cô này. Còn thập phân thì ra các em định dạng sao? Đồng bảo cô ra kết quả giống cô không? Xong, đấy. Cái chuyện dấu sao nói ngang đây thôi. Để ý đi, hôm sau cô sẽ cho một bài này, các bạn nhớ lắm. Cái bài phỏng vấn thực tế của họ ấy. Không biết là đi ngồi đi lượm lượm nó rất là lâu, còn biết thì nó rất là nhanh. Ok nhá, xong cái chuyện của cái dấu sao. Rồi, cô ghim công thức này lại. Để bạn nào đó mà chưa có làm được ra thì bạn đi kiểm tra lại cho cô. Nhờ, tiếp theo nào, các bạn sang cho cô cái nội dung tiếp theo. Tiếp tục về nhóm hàm thống kê. Hôm nay là các bạn, hôm trước là mình học mấy cái hàm thống kê cao if, sum if, average if rồi. Những cái đó là có khả năng thi các em ạ. Cái dấu sao thì không thi, nhưng mà cao if, sum if, average if thì nó sẽ xuất hiện trong đề thi của mình, có thể là một hàm, hai hoặc thậm chí là ba hàm luôn nha. Nhưng mà cô đợt này ấy, bạn nào học lại thấy cô đổi cái chiến lược rồi đấy, đó là từng cái yêu cầu của họ cô sẽ viết cái hàm tổng quát ra để hôm sau khi các em gặp một cái đề tương tự các em cũng có thể hình dung được cái cách để chúng ta triển khai cái hàm. Tuần tới đây là ta chủ nhật này ta có một khoảng thời gian rồi chẳng hạn, sau khi luyện cái phần còn lại của XM2 ấy, và cô sẽ bắt đầu đưa thử những cái đề thi thử nhỏ nhỏ vào để các em sẽ hình dung trước. Nào bây giờ nhá, sang hàm thống kê tiếp theo này, cao if s, cái này không phải để thi most mà để đi làm ha. Khi các em thi expert là trên của most nữa thì nó mới hỏi cái hàm này ha. Hàm expert, khi thi expert thì nó mới yêu cầu. Các bạn nhìn cho cô này, cái if mà thêm cái s số nhiều có nghĩa là nhiều điều kiện đấy. Cái logic nó rất là dễ các em ạ. Cái cú pháp là cao if s này, rồi bao nhiêu điều kiện thì sẽ có bấy nhiêu cái cặp này đi cùng. Ví dụ em có hai điều kiện thì sẽ là quét vùng chứa điều kiện 1, em đi với điều kiện 1. Tiếp tục quét vùng điều kiện 2, đi với điều kiện 2. Em ba vùng thì em sẽ quét vùng chứa điều kiện 3, đi với điều kiện 3. Và ông ta sẽ đếm thỏa mãn tất cả các cái điều kiện mà mình list ra, mình đưa vào trong danh sách đấy. Nha, đếm thỏa mãn nhiều điều kiện, nhớ là nhiều điều kiện ha. Rồi bây giờ nhá, cô trò mình lấy ví dụ luôn này, mấy đứa nhìn hộ cô này, đếm số lần mặt hàng táo đã được bán nhưng với đơn giá là lớn hơn 20.000 cơ. Nếu cô trò mình chỉ dừng ngang đếm số lần mặt hàng táo đã được bán xong việc của ông gì nhỉ, ông cao if, mình trên điều kiện táo thôi, nhưng không, hôm nay táo nhưng mà phải đơn giá lớn hơn 20.000 nữa cơ. Vậy là phải hai điều kiện, vừa mặt hàng táo nhưng phải vừa cái đơn giá của nó phải lớn hơn 20.000 nó mới được đếm nha. Thì các em nhìn cho cô này, cái logic rất là dễ này, điều kiện của cậu là táo à, thế thì vùng chứa điều kiện của cậu phải là mặt hàng, đồng ý không? Điều kiện của cậu là đơn giá phải lớn hơn 20 à, thế thì cậu phải quét cho tới cái vùng đơn giá trước đã, đúng không? Cái logic vùng chứa điều kiện vùng chứa điều kiện nó cứ đi kèm mãi như vậy đấy. Nào cô trò mình làm ví dụ nhé, các em sang cái ví dụ để cho cô Giang này. Các em rồi cô Giang sót một cái sheet rất là hay rồi. Cô Giang làm sót một sheet rất là hay rồi. Thôi cứ làm sang bên đây cho cô đi. Lỡ rồi tí nữa cô sẽ quay lại sau ha. Sang cái sheet này ta làm xong cái này nhanh thì cô trò mình quay về cái thực tế đi làm khảo ít sau.
Rồi cô cho mình làm đếm số lần mặt hàng táo đã được bán với đơn giá lớn hơn 20.000. Ta cùng đếm với nhau nhé. Nào, bằng count if s. Rồi, nào, điều kiện của cậu là táo à? Tớ phải quét mặt hàng. Tớ không quét cái chữ mặt hàng đâu, tớ chỉ quét cái dữ liệu dưới chữ mặt hàng thôi, dưới cái nhãn cột thôi. Điều kiện đi kèm là táo. Chưa, các em hiểu đoạn này không? Vùng chứa điều kiện. Tiếp theo này, điều kiện của cô là lớn hơn 200.000 thì vùng chứa điều kiện của cô phải là đơn giá. À, lớn hơn 20.000 nhưng cô xin lỗi, đơn giá đi với điều kiện là lớn hơn 20.000. Đóng ngoặc. Các em nhìn cho cô Giang nhé. Có khó không các em? Tại sao em dùng count if s mà không dùng count if? À, bởi vì nó hai điều kiện của cô phải đếm khi nó thỏa mãn cả táo mà cả cái đơn giá thỏa mãn cơ, nên phải hai điều kiện. Hai điều kiện thì phải dùng if s, count if s chưa? Và cú pháp này chỉ cần, cô trò mình chỉ cần xác định được cái hàm mình cần dùng á, là ta thắng thắng được một nửa rồi. Còn cái chuyện mà đưa đối số gì thì các em bình tĩnh này. Vùng điều kiện một này, các em nhìn thấy không? Vùng điều kiện một này đi với điều kiện một này chưa? Vùng điều kiện hai này đi với điều kiện hai này. Đó. Nào, các bạn ra kết quả cho cô Giang chưa? Cô rời luôn cái hàm này, cái dòng này xuống để các em nhìn cho nó dễ này. Rồi, các em ra kết quả này chưa? Đôi khi là các em sẽ nhìn thấy nó nhiều nhiều đối số, mình bắt đầu mình thấy ngại ngại, nhưng không, cái logic nó cứ đi mãi như vậy. Cậu có điều kiện gì thì cậu phải quét cái vùng chứa điều kiện của cậu trước cho tớ đã, thì tớ mới xác định được ha, nó có thỏa mãn hay không. Các em ổn chứ, được không các em? Rồi nhé, cô sẽ ghi lại đây này, chú nào mà chưa ổn này, mà chưa ổn thì xem lại cho cô này. Hy vọng là các em ổn ha. Rồi, bạn nào không ổn là nhớ đừng có giấu nhá, nhắn cho cô để cô cần cái hỗ trợ đoạn nào cô hỗ trợ. Nào tiếp nào, cô trò mình sang cái anh tiếp theo. Cái logic nó dễ nên là ta cứ, thế nên những cái anh này mà nó gần với nhau á là cô phải để dồn vào một bữa cô dạy. Những cái nào mà gần nó kế thừa của nhau là cô sẽ dồn vào cái chiến lược đấy, để các em nhớ cho lâu. Nào, đến anh sum if s. Hôm trước cô trò mình có dùng hàm sum if rồi, đúng không? Khi mà em tính tổng thỏa mãn một cái điều kiện gì đó thì ta sẽ dùng sum if. Và cái logic này, vùng chứa điều kiện này, đi với điều kiện này, và đối số cuối cùng là vùng tính tổng. Và khi cái vùng tính tổng này mà không được gõ vào thì nó hiểu là cái vùng này, nó lấy cái vùng này để nó tính nha. Nhưng mà hôm nay hàm sum if s nó lại khác một chút các em nè, các em cẩn thận nhé. Là gì nhỉ? Là khi làm hàm sum if s thì cái vùng tính tổng nó lại được đưa về đầu tiên, và nó không có cái dấu ngoặc vuông, có nghĩa là nó luôn luôn phải tồn tại. Bởi vì sao? Bởi vì nó có rất là nhiều vùng chứa điều kiện đi với điều kiện ha? Có rất là nhiều vùng chứa điều kiện thì nó biết, nếu mà em không có gõ thì nó biết là cái anh nào cần, vùng nào cần lấy đâu, đúng không? Nên là nhớ cho cô, đối với hàm sum if s thì cái vùng tính tổng nó luôn luôn phải có. À, và nó đứng ở vị trí đầu tiên. Lỡ em không nhớ được, em cứ nhầm hai ông này. Ngày xưa cô Giang mới học ấy, mấy mấy năm trước mà cô không biết máy tính mới toàn là gì đâu, vào học Excel ấy, hay nhầm hai ông này lắm. Mà thậm chí còn chả biết tại sao lại thêm cái chữ S, không biết nó là tại sao ở đấy, vì tiếng Anh đã học tốt đâu, đúng không? Không biết nó là số nhiều nên cũng chả hiểu. Và nhìn thấy hai cái này rất là sợ này, bởi vì nó hay giống nhau. Nhưng mà khi mà các em xác định được mình làm hàm sum if s rồi chẳng hạn, mở ngoặc ra thì mình sẽ thấy cái sum range nó là cái đầu tiên thì không thể nhầm được, đúng không? Ừ. Khi các em biết cách nhớ, các em dùng, các em nhìn cái cú pháp hàm mở ngoặc ra thấy sum range là ta biết à, trong trường hợp này ta phải đưa cái vùng tính tổng trước. Còn trong trường hợp này này thì em thấy sum range nó nằm cuối cùng, khi em mở ngoặc ra là em thấy cái hàm của nó là sum range nằm cuối cùng, đúng không? Nên không thể lẫn được. Ngày xưa ngày trước cách đây mấy năm là cô ra nhìn hai ông này hay giống giống nhau, cô sợ lắm nha. Thì cái nhớ tí nữa ta quay về hàm là cô nói luôn lại. Rồi vào này, ở vùng tính tổng là vùng nào em sẽ quét trước. Còn tương tự này, vùng chứa điều kiện đi với điều kiện này, vùng chứa điều kiện đi với điều kiện này. Nếu mà ba điều kiện thì lại là vùng chứa điều kiện ba đi với điều kiện ba, đúng không? Nữa thì lại đưa tiếp. Và ông này là tính tổng thỏa mãn nhiều điều kiện ha, tổng mà thỏa mãn nhiều điều kiện ha. Nào, cô trò mình sẽ nhìn một cái ví dụ hộ cô này. Em nhìn này, tính tổng khối lượng mặt hàng cam đã được bán mà với đơn giá lớn bằng 20.000. Các em nhìn nhé, nếu dừng tính tổng khối lượng, nếu dừng ngang đây thôi thì sẽ là hàm sum, sum khối lượng là xong việc. Nhưng lại này, nếu tổng khối lượng cho mặt hàng cam, vậy là chỉ những ông nào là cam mới được tính tổng khối lượng thì nó là sum if, đồng ý không? Nhưng bây giờ lại thêm cái món đằng sau nữa, cam nhưng phải đơn giá lớn bằng 20.000 nữa, thì em phải là sum if s. Hiểu ý cô Giang không?
Em thấy nó nhiều điều kiện nên là ta phải if else. Vào này, em tính tổng cái gì? Tính tổng cái gì? Vùng tính tổng của bạn là gì? Tớ muốn tính tổng khối lượng. Được chưa? Điều kiện của bạn là K mà. Thì trước tiên bạn phải xác định cái vùng chứa điều kiện cho tớ là mặt hàng đã. Đồng ý chưa? Đơn giá cô trò mình là lớn hơn bằng 20.000 à? Thế thì cậu phải quét cho tớ cái vùng chứa đơn giá đã. Em hiểu không? Hết. Rồi, hy vọng các em ổn nhé. Rồi, cô trò mình về nào. Mình về đây, cô trò mình làm luôn cái ví dụ này. Nào, tính tổng khối lượng mặt hàng cam đã được bán với đơn giá lớn hơn hoặc bằng 20.000. Cô để cái công thức tổng quát ở đây để các em quan sát. Nào, bằng sum if s của này, các em này lúc cô nói đấy, cái ý cô nói là cái chỗ này đây này. Em không nhớ được tiếng Việt nó nhiều quá, nó hay lẫn. Thì chỉ cần xác định được cái hàm cho cô là hàm gì đã. Rồi mở ngoặc ra và mình bình tĩnh, mình lần nhìn ở dưới đây này là mình biết mình cần đưa cái gì vào. Sum range, vùng tổng, vùng tính tổng. Tổng cái gì? Tổng khối lượng, quét cho cô khối lượng. Hiểu ý cô chứ? Rồi, nha. Nào, range criteria 1. Criteria range 1, vùng điều kiện 1. Vùng điều kiện 1. Điều kiện 1 của cậu là gì? Là cam này. Thì vùng chứa điều kiện của cậu phải là mặt hàng. Các em được chưa? Y với điều kiện là những chữ gì nhỉ? Những chữ cam. Được chưa? Khó không? Khó không? Đừng có nghĩ là khó ấy. Mình nghĩ là phải bần thôi, không có cách nào khác nhỉ. Phải học, phải làm được thôi. Không là hôm sau cơ hội của mình bị giảm đi. Nào, tiếp nào, điều kiện thứ hai này, đơn giá của cậu cam nhưng đơn giá của cậu phải có đơn giá lớn bằng 20.000 cơ. Thế thì phải quét vùng đơn giá vào cho cô đã, quét cái vùng đơn giá vào này. Nha, đi với điều kiện là lớn hơn hoặc bằng 20.000. Cô đóng ngoặc lại. Rồi, các bạn xong chưa? Cô trò mình dò với nhau nhé. Xác định được sum if s là thắng được một nửa rồi này. Thường là cô có nói các em đấy, khi các em đọc một cái đề các em biết nó phải dùng hàm nào là các em đã chiếm được phần thắng lớn rồi đấy. Còn cái việc đưa đối số như thế nào các em đừng có căng thẳng ha. Không có biết được thì có thể là Google, nhưng khi mà thử Google thi không có được Google thì nhìn những cái này, những cái cô bày đây, vùng tính tổng này, vùng điều kiện 1 này, điều kiện 1 này, vùng điều kiện 2 đơn giá này, đi điều kiện 2 này. Nhỏ ra 20, các đồng chí của cô ra 20 chưa? Đồng chí nào ra 20? Rồi, nha. Yeah. Cô có trêu các em đấy, có một bạn nào đấy mà ghét Excel bởi vì hàm ấy thì cũng dễ hiểu thôi. Giống như cô có thổ lộ với các em ấy. Chị gái cô là khối C giỏi, cực kỳ giỏi, cái gì cũng ổn, lội luyện đội tuyển thi, học sinh giỏi gì đấy, cái gì cũng ngon lành, nhưng mà đụng đến Excel bảo thôi gì làm cho chị thôi chứ còn đừng bắt chị học. Thôi vì chị cô là bốn bốn mấy tuổi rồi không học được, chẳng muốn học những cái gì những cái này nữa, chịu thế. Còn các em phải học, đừng có sợ ha, không có cách nào khác hết, không được sợ nó. Giờ cô ghim lại công thức nhá, không khó. Căn bản là đọc một cái bài và ta xác định được cái hàm nó cần làm gì. Cái bài đó cần dùng hàm gì là ta thắng rồi. Còn cái chuyện cứ bình tĩnh đưa thông số gì vào, dần dần ta sẽ làm nhiều là các em sẽ rất là quen. Nào, bây giờ cô cho mình hàm thứ ba này. Các em thấy logic nó kế thừa nhau ha. Nào, hàm thứ ba, hàm average if s. Average if s. Các em nhìn này. Hôm trước mình học average if rồi. Khi ông ta tính trung bình thỏa mãn một điều kiện ha, thì vùng chứa điều kiện và vùng tính trung bình nào mà đối số cuối cùng. Nhưng hôm nay cũng tương tự như ông sum if s ấy, là ông average if s, cái đối số cùng tính trung bình nó không có nằm ở đằng sau và nó không có cái chuyện là bỏ đi được nữa, mà nó phải luôn luôn xác định bạn muốn tính trung bình vùng nào, bạn phải chốt cho tớ đã nặng chưa, và bao nhiêu điều kiện thì sẽ bấy nhiêu cái cặp vùng chứa điều kiện đi theo, vùng chứa điều kiện và điều kiện đi theo, ba điều kiện thì sẽ tiếp là vùng chứa điều kiện ba đi với điều kiện ba. Được chưa? Và nhớ cho tớ là cái vùng này nó sẽ là đối số đầu tiên, cái vùng mà bạn cần tính trung bình ấy. Làm sao để nhớ được? Nhiều thế này nhớ làm sao được? Thì nhớ là đọc cái bài đó, xác định được average if s rồi, đúng không? Gõ vào, mở ngoặc ra và nó thấy cái average range nằm đầu tiên. Thế nên cô trò mình sẽ nhận diện được ngay, đúng không? Tính trung bình thỏa mãn nhiều điều kiện là cái average if s này, nha. Nào, cô trò mình làm này. Ví dụ này, tính trung bình thành tiền, tính trung bình thành tiền cho mặt hàng cam đã được bán mà với đơn giá lớn hơn hoặc bằng 200.000. Cho mặt hàng cam lại đơn giá thỏa mãn, đúng không? Cái này không có gì khó hết. Nào, vùng tính trung bình là gì? Là vùng nào? Họ yêu cầu tính trung bình thành tiền. À, thế thì nó là thành tiền.
đúng không? Điều kiện là cam thì tớ phải chứa, điều kiện chứa của tớ là mặt hàng, điều kiện đơn giá là lớn bằng 20.000 thì tớ phải quét điều kiện đơn giá. Logic nó lặp đi lặp lại nhỉ, không có gì khó hết, cố gắng lên. Các em hiểu một chuyện một bài đầu đó là bài sau này các em rất là ổn à. Nào, các em gõ cho cô với average if s. Em không thích gõ như thế thì em gõ AV này, E này, tìm đến average if s cho cô này. Cái này để đi làm đi nha, không thì boss đâu đừng căng thẳng. Rồi, average if s này. Vùng chứa điều kiện là vùng tính này, average range cô ơi, trung bình thành tiền, thế thì ta phải quét đi thành đi quét đối số thành tiền là đầu tiên. Hả? Average range trung bình cái gì? Trung bình thành tiền, thế thì quét thành tiền. Rồi, điều kiện của cậu là K mà. Thế thì tớ đi quét điều kiện là gì? Vùng chứa điều kiện của tớ là mặt hàng. Đúng không? Đi với điều kiện là gì? Là K. Tiếp tục này. Đơn giá của em là lớn bằng 20.000 thì vùng chứa điều kiện của em phải là đơn giá. Cô làm những cái bài đơn giản này để một lúc nào đó các em gặp một cái bài khác các em tưởng tượng đến cái chuyện này. Nó ăn sâu vào đầu mình cái chuyện cứ suốt ngày đi tính cái này rồi. À, đến lúc em gặp một cái dữ liệu lớn, dữ liệu mới là em áp dụng nó lại. Nào, điều kiện của cậu là gì? Lớn bằng 20.000. Nào, cậu tính trung bình cái gì? À, trung bình vùng thành tiền. Điều kiện một của cậu là gì? Là cam thì cậu phải quét cho tớ vùng chứa điều kiện đã, đúng không? À, vùng chứa điều kiện 2 là đơn giá đi với điều kiện 2. Được chưa? Các em ra 225.000 không? Cô chào mình ra là 225.000 đó. Các bạn nào gặp lỗi ở công thức này không? Diệp Quỳnh ơi, có nhớ nhầm lịch không nhớ Diệp Quỳnh ơi, Diệp Quỳnh là ca ngày thứ 7, cô trò mình với 7:15 Diệp Quỳnh kìa. Tí nữa nhắn cho cô để lấy ca ngày thứ 7 nha. Chứ ở đây các bạn ấy đi được nửa hiệp mất rồi. À, các em xong câu này chưa? Ổn nhất. Ổn, được không? Không khó. Bảo nó khó là nó khó, không khó là không khó mà. Được rồi nhé, được rồi các em nhé. Vậy là các em thấy không? Cứ khi nào ông ta nói nhiều điều kiện thì lại phải nghĩ đến cái if s nhỉ. Rồi, xong nhá. Rồi, cô ghi lại công thức này cho bạn nào. Cho bạn nào mà các bạn không có kịp này. Các bạn sẽ nhìn lại công thức để các bạn xem này. Những cái sai ở những cái hàm này á, là những bữa đầu các em hay sai ở mấy cái dấu này này. Dấu phẩy hay dấu chấm phẩy này. Hay là dấu ngoặc kép là các bạn đôi khi gõ là dấu nháy này. Nhưng mà đến những ngày hôm nay thì giống như các em chuyên nghiệp rồi, các em làm chủ cái máy của mình rồi. Biết là tính của ông ấy, biết của ông ấy là dùng dấu ngoặc kép là thế nào rồi. Biết máy của mình là phẩy hay chấm phẩy là các em ổn định rồi. Không còn lúng túng cái đấy nữa nên là cô đi nhanh là như vậy đấy. Những buổi đầu người ta mới phải dừng lại, ta đợi xem có đúng ngoặc kép không, rồi đúng dấu phẩy hay chấm phẩy hay không. Ấy. Còn những bài hôm nay là các em quen rồi, đỡ hơn rồi. Ok nhá, rồi. Rồi, xong cái chuyện hàm cao if s, sum if s, average if s. Đây, lúc nãy quên với một em này đây. Sao nhờ cô cái sheet thực tế đi làm của cao if. Đáng là lúc nãy mình làm cao if này sao? Mình sao mình dò tiếp cao if này thì mình bên đây. Nhưng cô nhìn cái framework cái cô nhảy tọt vào anh này cô làm, cô mới nhớ ra. Nào, các bạn đứng vào cái sheet thực tế đi làm cao if cho cô Giang vậy. Cô muốn đưa một cái bài này lên để cho các bạn thấy được là không phải Excel là cứ phải đi tính tiền, tính thuế với lại là để đi bán hàng đâu ha. Trong ngóc ngách cuộc sống của cô trò mình, nếu mình biết nó thì nó là một lợi thế. Ví dụ như cái này là hoàn toàn là công việc của văn phòng này. Sau này các em cô bảo trước khi lên manager, lên người quản lý thì các em phải đều là những gọi là gì nhỉ, những thợ làm kèm rất là nhiều việc, chứ không phải ngay lập tức mà các em leo thẳng lên được đâu. Đúng không? Mới làm việc thì đôi khi các em sẽ được giao những công việc văn phòng, rất là nhiều những việc khác nữa nha. Thì nếu mà các bạn biết được công cụ này thì nó sẽ rất là có lợi. Ví dụ nhé, đây là một bảng phân công coi thi của khoa cô ha. Các em thấy đây là một bảng phân công coi thi. À, cái vùng này là cái vùng cán bộ coi thi được phân công này, các em thấy không? Đúng không? Và bây giờ giáo viên họ có, khi các bạn phân công xong thì giáo viên có yêu cầu là thống kê cho họ xem là thực tế trên cái miền phân công này này, họ phải đi coi bao nhiêu ca thi. Tổng là khảo thí đưa về cho khoa cô cái năm đó, cái thời gian đó là 251 ca coi thi hay 251 suất như thế. Thì khi cô trò mình đếm xong cái tổng ở đây cũng phải là 251. Em hiểu không?
ý là gì nhỉ? Bạn cầm từng cái giáo viên này, bạn dò trong cái vùng của cô trò mình này, trên cái vùng này vùng phân công này, thử xem xuất hiện bao nhiêu lần và tương ứng từng giáo viên bạn dò trên cái vùng này xuất hiện bao nhiêu lần thì nó là cái hàm cao if, đồng ý không? Ở đây nhé, cô đưa cái bài này á, là cô muốn muốn nói cả cái chuyện liên quan đến đặt tên vùng. Khi nào em đặt tên vùng là cột này, là toàn bộ cột này. Khi nào cần một cái khoanh cụ thể này. Nào bây giờ nhé, cô trò mình sẽ làm phương án thứ nhất. Lâu nay ta làm nó rất là quen thuộc. Đó là gì nhỉ? Cô, đây là cái miền phân công, cái cột dữ liệu có phân công này. Giả sử nhé, cô trò mình sẽ này, giả sử phía dưới đây là cái dữ liệu trắng, nó không có dữ liệu phụ. À, không có dữ liệu làm nhiễu, cô xin lỗi, không có dữ liệu làm nhiễu. Nhiễu là cái gì? Là ví dụ như là người lập danh sách một Mai Thu Giang ở dưới đây, thế là nếu mà cô trò mình mà đặt tên cả cột như thế này này ha, thì cái người lập danh sách Mai Mai Thu Giang nó sẽ được đếm một lần nữa trong cái thống kê, bởi vì chữ Mai Thu Giang nó nằm trong cái vùng cái đặt tên, hiểu ý cô Giang không? Nhưng mà trong trường hợp này cô trò mình đang giả định tình huống là đẹp nhất là không có cái dữ liệu nhiễu ở phía dưới đây, thì cô trò mình sẽ quét cái cột dữ liệu để mình làm cho nhanh. Các em thấy lúc mình làm 4.000 dòng không, mình cũng đặt tên cột nó nhanh hơn là cái chuyện em đi chọn 4.000 dòng chứ. Có hiểu ý cô Giang không? Nha. Rồi giả sử là dữ liệu bên dưới sạch, không có cái dữ liệu nhiễu thì ta sẽ quét cột này, EFG này, đặt tên cho cô là Cathy chẳng hạn. À, các bạn tên đặt tên cột là Cathy chưa? Đặt tên cho cô cái cột Cathy chưa? Cathy đâu nhỉ? Rồi, các bạn đặt tên chưa? Cathy nghe giống bài hát nhỉ? Cathy ơi. Rồi các em xong chưa? Đặt tên cho cô cột coi coi cột này là cột Cathy hay là coi thi hay gì đó, các bạn đặt tên gì cũng được. Nhớ là tí nữa đặt cái gì thì gọi về cái đó thôi. Các em đặt xong chưa? Nào, cô trò mình về thống kê trong trường hợp đơn giản nhất. Ta đặt tên vào một cái là ta đặt tên luôn, bởi vì ta thấy bên dưới chả có gì cả nên ta lua cả cột này, cô trò mình đặt tên nhá. Nào, cô trò mình làm hàm gì nhỉ? Hàm này cô bày rồi, hàm cao if. Thế cô hỏi này, điều kiện của cô là từng giáo viên này thì vùng chứa điều kiện là vùng nào? Là vùng này à? Không, vùng chứa điều kiện là vùng mà chứa tất cả các giáo viên ấy mà mình cần đếm trên đó ấy, ha, trên cái vùng phân công ấy. Thế là vùng chứa điều kiện của bạn chính là vùng này đây, vùng ca thi các em đây, đúng không? Ý là cầm cô Phương Thảo 2 dò trên ca thi này xem cô xuất hiện bao nhiêu lần, cầm cô Mai Thu Giang ở đây dò trên cái vùng ca thi này xem cô xuất hiện bao nhiêu lần, là đang thống kê số ca coi thi của cô ấy. Đồng ý không? Cô trò mình cùng làm nhé. Nào, ta cùng làm với nhau nào. Bằng count if của nó nhanh quá không các em nhỉ? Không biết có nhanh quá, bạn nào nhanh quá là phản hồi là chưa kịp để cô có lý do để cô làm chậm lại nào. Nào, đối số đầu tiên là ca thi, bởi vì sao? Khi các em gọi ca thi cái là cái vùng em đặt tên nó màu xanh này, được chưa? Bởi vì em đang muốn dò từng người trên toàn bộ cái vùng đó nên đối số đầu tiên vùng chứa điều kiện là ca thi. Giống như là em muốn tìm trên cái cho cái mã hàng đó 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 trên cái vùng chứa điều kiện là mã hàng ấy. Cái logic nó giống như vậy, đúng không? Nào, điều kiện là đến từng giáo viên. Em xong chưa? Em xong chưa? Có khó không? Cô dùng công thức lên các em nhìn này. Đúng không? Dò trên cái vùng ca thi xem cô Phương Thảo 2 xuất hiện mấy lần. Dò trên cái vùng ca thi xem J6 là cô Giang xuất hiện bao nhiêu lần. Đúng không? Và tổng sau khi tính, sau khi đếm cho mọi người xong sẽ là 251 ca, là vừa khớp với cái dữ liệu mà bên khảo thí đưa về cho cô cho mình. Chứ còn nếu em làm thủ công nhá, cô bảo này, kính thưa mấy đồng chí mà không thích học hàm này, em làm thủ công, em ngồi em đếm đi, em sẽ ra. Một buổi sáng là em xong việc, nhưng mà đến cuối buổi sáng rồi cộng lại, ố tại sao cộng lại là có 250k hay là lên 252k chẳng hạn, thế thì làm sao đi làm lại chứ, làm sao đi đếm lại chứ, làm sao đi đếm thủ công lại, và đến khi nào mà phát hiện ra cái ông sai gì với thôi gì nữa, và đen nhất là cái người cuối cùng mới là người sai chẳng hạn, đúng không? Đó thì rõ ràng là mình biết thì mình cứ hơn nhỉ, mình học thì mình cứ hơn. Các bạn có được kết quả này chưa? Em và cô có kết quả này chưa? Đấy, không phải cứ đi bán hàng đâu nha, không phải tính tiền tính thuế hay bán hàng đâu. Các em có thì tự khắc trong, cô cũng không hy vọng được, cô cũng không kỳ vọng được là tất cả các tình huống cô giả định ở đây các em sẽ được gặp hết, nhưng mong muốn là những cái trường hợp giả định thế này các em thực sự hiểu cái việc các em làm á, là khi trong công việc của các em phát sinh cái tình huống là các em sẽ những cái này, cái tương tự những cái logic như thế này mình đã từng từng làm ha. Chỉ có khi các em cảm nhận là hình như mình có một cái cách giải quyết nhanh khác ấy, ngoài cái chuyện thủ công ấy, em biết là mình có thể giải quyết bằng hàm hay bằng cái cách nào đó nhanh hơn ấy, thì em mới có nhu cầu đi tìm cái nhanh thôi. Còn nếu em không biết thì hiển nhiên là em phải thủ công rồi, em đi lọ mọ làm thủ công rồi. Đồng ý không? Các bạn là cô xong rồi nhé.
Rồi, đấy là cái chuyện trong điều kiện hoàn hảo nhất, đó là cái cột dữ liệu này của cô trò mình là nó không có chứa dữ liệu nhiễu ở bên dưới. Cô trò mình đặt một cái là mình xong này ha. Nhưng bây giờ giả định cô nói đấy, ví dụ như là người duyệt danh sách, ví dụ ngồi duyệt danh sách Ngô Thời Nhân, người lập danh sách Mai Thu Giang, ví dụ như vậy. Thế là Thời Nhân với cô Giang là có xuất hiện hai lần dưới đây nữa, nó đếm luôn vào trong cái coi thi, có đúng không? Không, bởi vì là cái dữ liệu bên dưới đây không phải là cái vùng phân công. Như thế thì sẽ có những lúc mà các em không chọn cả cái cột này để các em đặt tên đâu. Khi mà dữ liệu nhiễu nó có thì lúc đó các em chỉ khoanh vùng cái dữ liệu mà họ được phân công để cô trò mình đặt tên thôi. Đồng ý không? Hoặc là khi các em làm các em không đặt tên thì em phải chọn vùng dữ liệu và chỉ chọn với cái vùng họ cho đặt tên, cái vùng mà cô trò mình phân công ở đây thế này nha. Cô sẽ làm hai phương án lại để cho các em thấy nhé. Nào, phương án thứ nhất là cô ra đi đặt tên. Đặt tên nhưng chỉ đặt cái khoanh này thôi này. Các em có thể không cần làm cũng được. Cô làm để cho các bạn thấy kết quả và các bạn hiểu ý nghĩa tại sao cô trò mình phải khoanh cái vùng này thôi nha. Nào, đầu tiên là cô Giang, cách tiếp theo là cô Giang sẽ khoanh đúng cái vùng được phân công thôi. Đồng ý chưa? Cô đặt tên này, ca coi thi, đây là ca coi thi, enter. Đồng ý nhé. Ca coi thi là cái vùng mà cô vừa khoanh xong này này. Các bạn thấy không? Màu xám xám này. Nào, cô Giang sang bên đây, cô Giang tính. Các bạn nhìn nhé, xem nó có khác biệt gì không nhé. Chả khác gì cả đâu, nhưng mà cô muốn làm để các em thấy các em yên tâm thôi. Cách nào cũng được ha. Count if, các em không phải làm theo cô cách này đâu, các em hiểu thôi. Nào, ca coi thi, lúc nãy là ca thi, bây giờ là ca coi thi. Trên cái điều kiện từng giáo viên này, cái màu xanh xanh ca coi thi được gọi về này. Đồng ý chưa? Màu xanh xanh này. Rồi, cô enter, cô copy này, các bạn thấy này, kết quả giống hệt nhau. Giống hệt nhau, không lệch gì hết. Xâm lại vẫn là 21. Đồng ý chưa? Không có gì hết. Hay là cách thứ ba này, cách thứ ba là các bạn bảo cô ơi, thôi không thích đặt tên, có làm được không cô? Đặt tên thì khi nào đặt tên? Khi mà ta dùng nhiều, khi mà ta phải tác động giữa các sheet với nhau, ta gọi về cho nó nhanh. Nhưng mà có một số bạn bảo không, em không thích đặt tên, em muốn dùng trực tiếp với vùng dữ liệu được không? Được, nhưng mà phải cẩn thận cái chuyện địa chỉ nhé. Cô Giang làm và nói cho cô Giang sai ở đâu? Cô nói nhé, cô làm và các bạn phải quan sát, nói cho cô là cô đang sai ở đâu. Cô vẫn dùng cao ít, cô không dùng vùng đặt tên ha. Bây giờ này, để không dùng vùng đặt tên thì cô phải clear đã. Nào cô, đợi cô tí nhé. Bởi vì cô đặt tên, cô đặt cái vùng này rồi á, thì tí nữa cô quét là cô sợ là nó sẽ lấy luôn cái tên ca coi thi ấy, để cô nhớ xem có đúng cô đoán này thế không nào. Để cô tí này. Cô quét này sợ nó sẽ về ca coi thi đó. Bởi vì ta đặt tên rồi, bây giờ ta dùng ta quét đúng cái vùng đó thì nó ra coi thi, ca coi thi. Thế cô Giang giờ không chơi cái bài này nữa, cô Giang sẽ xóa cái tên ca coi thi đi để cô làm cái tình huống thứ ba để các em phải phát hiện ra cho cô Giang xem là cô Giang sai ở đâu nha. Rồi cô xóa cái vùng đặt tên đi này để cô không dùng cái cách này nữa. Nào bây giờ ta không dùng cái vùng đặt tên nhỏ nhỏ nữa mà ta dùng trực tiếp công thức luôn. Quan sát nha. Nào ấy, mà phát hiện được ra lỗi của cô là đáng thưởng lắm. Còn chú nào mà không phát hiện được là có khi phải trừ cơm này. Cơ bản này, bạn đếm trên vùng nào? Bạn dùng cao ít hả? Đúng rồi. Vùng dưới điều kiện của bạn là vùng nào? Là vùng phân công coi thi. Đồng ý chưa? Đúng là vùng này không? Đúng, chính xác rồi. Nào, cô phải này, điều kiện của cô Giang là đến từng giáo viên này nha. Cô đóng ngoặc lại này, cô enter. Nhưng mà có sự cố xảy ra. Sự cố xảy ra đó là khi ta tính lại thì nó có 239 ca coi thi thôi, trong khi dữ liệu của họ phải là 251 ca coi thi. Và phát hiện bắt đầu sai từ đâu nhé. Em nhìn này, bắt đầu từ cô Giang là bị sai này ha. Ở đây 29 ca mà đây có 27 ca này ha. Các em nhìn này, cô Giang sai ở đâu? Các em nhìn nhé, cô thu nhỏ lại các em nhìn đấy. Rồi nhá, cô Thảo đếm nhá, trong vùng này nhá, được chưa? Phát hiện này, chỗ cô Giang sai, thường mình có một cái xu hướng là bắt đầu sai ở đâu là mình sẽ dòm vào đó. Rồi cô Giang sai nhá. Rồi nói cho cô ở đâu, cô có vấn đề gì. Rồi xuống đây nhá, thầy Hòa cũng sai nhá. Thế là vì sao? Đúng rồi, mình đã hiểu chuyện rồi. Rồi, đúng, những bạn mà cảm nhận được ra là đáng được thưởng đấy, còn mấy chú có quay lạ làm sao. Cũng đúng mà, trong cái vùng điều kiện mà sao vẫn sai. À là bởi vì là cái vùng chứa điều kiện của cô Giang này, cô Giang đang để tương đối này. Vậy là khi cô Giang để tương đối thì cứ copy công thức xuống một dòng thì cái vùng điều kiện nó sẽ xịt lui một dòng. Đồng ý không? Và giống như đến ngang cô Giang ở đây này, chỗ cô Giang có vấn đề đúng không? Thì cô Giang đến
copy xuống 4 dòng thì nó tụt xuống mấy dòng, 3 dòng đúng không? Sang dòng thứ tư thì nó tụt tiếp này. Đúng không? Các bạn thấy nó tụt tiếp không? Và trên đây có hai bà Mai Thu Giang nằm ở trên đây mà không được đếm này. Đúng không? Đúng rồi, thế là các em nhớ cho cô nhé. Nếu mà em không đặt tên á mà em chọn trực tiếp vùng á thì nhớ câu chuyện là các em phải tuyệt đối cái vùng của cô cho mình lại. Cái vùng mà luôn luôn mọi người phải được tìm trong đó thì nó phải được tuyệt đối lại. Hiểu ý cô ở đấy không? Thực tế là ít khi các bạn làm cái chuyện này đắm lắm, nhưng mà làm cô trò bình thường là dữ liệu lớn là mình lua cái cột để mình đặt tên, nhưng sẽ có những tình huống như cô nói là dữ liệu nhiễu nó nằm phía dưới, ta không thể chọn cả cái cột mà ta cũng không thể xóa được cái dữ liệu của họ đi đấy, bởi vì nó là nằm như vậy rồi. Thì lúc đó cô trò mình cách thứ nhất là các bạn có thể khoanh cái vùng đó đặt tên và ta gọi về. Cô có nhắc với các em là khi cô trò mình đặt tên mình gọi về thì tương ứng với là cô trò mình dùng tuyệt đối đấy, các bạn có nhớ không? Còn nếu em không thích đặt tên và em dùng trực tiếp địa chỉ thì đúng là phải nhớ như các bạn của mình, đó là cô phải cố định cái vùng điều kiện lại ha. Thế là bây giờ này, xuống cô Giang lúc nãy có vấn đề này, bây giờ cố định rồi nên là cái vùng điều kiện, vùng chứa điều kiện của cô nó luôn luôn trong cái màu xanh xanh dương này, nó không bị tụt xuống bên dưới nên không bị cái tình huống là bị mất hai cái ca bên trên không được đến. Để ý cô chứ, đấy là một cái kinh nghiệm ha. Các bạn để ý, các bạn để ý cho cô là lúc nào thì mình cần nhanh, lúc nào thì mình cần chọn một cái khoanh nhỏ, hay lúc nào mình dùng địa chỉ thì mình phải thế nào. Các em cảm nhận được ra không? Ok nhá, ổn hết. Cô nói cái này hơi dài dòng một tí nhưng mà dự phòng các tình huống. Chứ biết đâu là các chú cũng cứ làm thì hồn nhiên, lúc nào nhìn thấy cũng cứ lua một cột như thế này, có lua một loạt như thế này để đặt tên, trong khi có rất là nhiều các thầy cô ví dụ có cái vấn đề gì đó họ liệt kê dưới đây mà nó không nằm, không được nằm trong cái vùng phân công này chẳng hạn. Ví dụ như là ca dự trữ hay gì đấy chẳng hạn, không được tính trong đây chẳng hạn, thì lúc đó ta nhớ khoanh cái vùng của ta lại. Ok nhá, không có gì khó đúng không? Đấy là cái lường tình huống cho các em thôi. Nào, đồng bào của cô ơi, các em sang cho cô này, sang cho cô nhiệm vụ tiếp theo. Cái này rất là hay để đi làm. Sang frequency 1 cho cô Giang. Các em sang frequency 1 cho cô Giang này. À, các em sang xin này chưa? Đồng bào cô sang xin này cho cô nhé. Rồi, các em nhìn hộ cô Giang nhé. Các em nhìn hộ cô Giang này. Giả sử cô có một cái cột thành tiền này. Cô đã đặt tên trước cho các em rồi. Để tí nữa đỡ thời gian cho các em đấy. Cô có một cột thành tiền như thế này. À, đây là các cái tiền ở trên các hóa đơn chẳng hạn. Và các bạn làm kế toán hay là làm bên quản trị hay là bán hàng gì đó. À, họ yêu cầu các bạn báo cáo về đó là ở trên cái tập thành tiền này của các bạn, trên cái dữ liệu thành tiền này của các bạn có bao nhiêu giá trị thành tiền hay là bao nhiêu hóa đơn mà nhỏ hơn hoặc bằng 90.000, hay bao nhiêu hóa đơn là từ 91 đến dưới 150, hay bao nhiêu hóa đơn trong vùng này, bao nhiêu hóa đơn trong vùng này. Thế cô bảo này, giả sử các em chưa học hàm frequency, cô trò mình đến ngang đây các em có thể xử lý được không? Cô hỏi này, hỏi nhé, trả lời hộ cô Giang này, trên cột thành tiền này có bao nhiêu cái hóa đơn thỏa mãn nhỏ hơn hoặc bằng 90.000? Nếu là em dùng hàm gì để em lấy ra cái giá trị? Trả lời hộ cô Giang với. Các em cảm nhận thế nào? Đúng rồi, chuẩn, tốt, đúng rồi. Cô, điều kiện của cô, vùng điều kiện của cô thành tiền à? Em cần dò ra có bao nhiêu ông nhỏ bằng 90.000? Chuẩn xác, chính là cao if của các em. Đồng ý chưa? Đúng là cao if. Cái ông này chính là count if của các em này. Không có chật đi đâu được. Đấy chưa? Tiếp theo này, đếm xem bao nhiêu ông mà bao nhiêu cái hóa đơn thỏa mãn này, hóa đơn là lớn hơn hoặc bằng 91.000, từ có nghĩa là bắt đầu đúng không, lớn hoặc bằng 91.000 và đồng thời tiền lại nhỏ, cái thành tiền lại nhỏ hơn 150.000, có nghĩa là có hai điều kiện, thành tiền phải lớn hơn hoặc bằng 91.000 này và đồng thời thành tiền phải dưới 150.000 này. Em sẽ dùng hàm gì ở cái hai cái bên tiếp theo này, em sẽ phải dùng hàm gì theo các em sẽ dùng hàm gì? Đúng rồi, count if s, chuẩn nhá. Cảm ơn mấy đứa. Hỏi mà mấy đứa trả lời được câu này cái là làm mát cả lòng thế này. Rồi, cao if s nhá. Và ông cuối cùng tương tự, có một điều kiện thôi cô ạ, ông cuối cùng là lớn hơn. Thế thì em tương tự ha. Câu cuối cùng của em sẽ dùng cao if, thì các em thấy này. Nếu mà cô trò mình được giao bốn vùng như thế này, mình sẽ gõ bốn hàm. Em gõ ra, cô Giang để đấy, cô Giang dự phòng rồi, cô Giang để bên đây này ha. Em dùng cao if này, cho thành tiền nhỏ hơn hoặc bằng 90.000 này. Cô cho nhỏ nhỏ để em nhìn cho dễ nhé. Em sẽ tham chiếu cho nó dễ này. Rồi, cao if thành tiền nhỏ bằng 90.000 này. Tiếp theo này, cao if s này, cho thành tiền lớn hơn hoặc bằng 91 và đồng thời thành tiền nhỏ hơn 150 này. Hai điều kiện. Cao if s là vùng chứa điều kiện này, vùng chứa điều kiện này. Có hai điều kiện thì em phải làm hai lần. Đồng ý chưa? Rồi, tiếp tục này, trong cái bên tiếp theo lại cao if s này.
Đó, và ban cuối cùng của em sẽ dùng cao ít, em thấy không? Các em vừa phát hiện bốn hàm, cô trò mình được làm bốn hàm ở đây. Nhưng nếu mà cái ông quản lý ông ấy chia ra 5 vùng, 6 vùng, 7 vùng, thế là em lại cứ ngồi em mải miết mình gõ hàm thôi. Và nó không có cái kế thừa gì cả, ngoài cái chuyện em đặt tên cái tên vùng thì em hoàn toàn em phải thao tác bằng tay hết, thủ công hết. Đúng không? Nhanh thì nhanh rồi nhưng chưa nhanh lắm. Thế là bây giờ cô trò mình có một lựa chọn khác nha. Ví dụ đến hôm nay mà ta chưa có công cụ nào thêm thì đúng là được bốn cái hàm này ra và có kết quả đã là rất là vui rồi, mỹ mãn rồi đúng không? Nhưng có thêm lựa chọn thì các bạn sẽ tìm được cái đường ngắn hơn. Nào, có một cái hàm là hàm này đây, các đồng chí nhìn cho cô nhé. Hàm frequency tần số, frequency tần số này, các em nhìn hộ cô Giang này. Thì cú pháp em không cần nhớ hết cái chữ này đâu. Em chỉ cần gõ F, R, E thôi là nó ra frequency em kích đúc gọi là được ha. Đối số đầu tiên là vùng dữ liệu cần đếm tần số trên đó. Ha. Đối số thứ hai là bảng tham chiếu. Ví dụ cô Giang nhé, trên cái vùng dữ liệu nào, frequency đối số vùng dữ liệu cần đếm tần số trên đó thì trong cái bảng dữ liệu này chính là cái vùng thành tiền. Trên cái vùng thành tiền này, em cần đếm tần số trên đó ha, là đối số đầu tiên sẽ là thành tiền đây. Còn đối số thứ hai thông thường là các em ban đầu nha, cái cảm nhận ban đầu khi các em vào học hàng này á, là thường là các em không thích nó lắm. Mới đầu tiên ý, là cảm giác không có thích lắm ha, bởi vì là các em cái bảng tham chiếu này là cô trò mình phải tự lập dựa vào cái yêu cầu thực tế của họ mà ta phải chuyển nó về một cái bảng tham chiếu. À, thực tế là không có khó đâu các em đừng có ác cảm với ông ấy mà tội ông ấy. Bảng tham chiếu này ta tự làm và cái này là cái cách để lập bảng tham chiếu cô trò mình nói sẽ nói sau. Và chức năng của ông này là đếm tần số trong các khoảng mà em đã định ha. Nó em chia nhỏ khoảng ra thì nó cũng đơn giản như cái chuyện một vài khoảng thôi, nó không có khó gì hết nhé. Bây giờ cô trò mình sẽ làm nào. Khó một chút xíu và hơi khó chịu một chút xíu là cái phần làm bảng tham chiếu, ta sẽ làm ngay nhé. Cách lập bảng tham chiếu này là số giá trị cần điền trong bảng sẽ bằng số vùng cần đếm trừ một. Thế cô đang hỏi này, nghe này, ý là số cái bảng tham chiếu em phải lập mà thì cái số giá trị em cần gõ vào ấy sẽ bằng số vùng cần đếm em trừ một. Thế cô hỏi này, mình cần đếm 4 vùng, 1, 2, 3, 4, vậy là em cần gõ mấy số? 3 số, đúng không? Em cần đếm n vùng này thì em chỉ cần gõ n trừ một số thôi. Và mỗi số em cần gõ đó ấy, sẽ là số lớn nhất có thể đạt được trong cái vùng em đang cần đến. Có vẻ hơi nhùng nhằng nhỉ? Không, không có gì nhùng nhằng hết đấy. Tóm lại là bốn vùng đúng không? Em cần làm trên bốn đếm trên bốn vùng thì em gõ 3 số và mỗi số em gõ vào sẽ là số lớn nhất có thể đạt được trong cái vùng mà em đang định đến. Thế câu hỏi này, cô cho mình làm luôn đây, cô để đây cho các em đây. Nha, giả sử bài này họ để đơn vị nhỏ nhất tính đến 1 đồng. Hồi trước là cô đang để 1.000 đồng đấy, nhưng đợt bài này cô rút kinh nghiệm rồi, cô để đến 1 đồng để nó chính xác tuyệt đối. Bởi vì sao? Bởi vì dữ liệu của bạn này, dữ liệu của bạn là tính đến đồng này 101.796 đồng, thế đến 205.264 đồng tính đến 1 đồng, 1 đồng là nhỏ nhất ha. Thì này, nhìn cho cô Giang này, trên cái vùng thành tiền nhỏ hơn hoặc bằng 90.000 thì số lớn nhất đạt được trong vùng cần đếm sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng, vậy là dấu bằng xảy ra. Vậy là mấy? Là 90.000 được các em này, đồng ý chưa? Rồi này, từ 91.000 đến dưới, cái này là dễ bị bậy lắm, đến dưới 150.000. Có bài này, đến dưới 150.000. Thế thì em số lớn nhất đạt được của em là mấy? À, dưới 150.000 thì số lớn nhất đạt được là mấy khi mà người ta tính đơn vị nhỏ nhất tính đến 1 đồng? Nó sẽ là 149.999. Ha, bởi vì sao? Bởi vì em cộng 1 đồng nữa thì em sẽ đạt ngưỡng 150, mà 150 là cái mà gì? Là các em chưa được đạt đến, nó bỏ dưới cơ mà. Thì nó sẽ là 149.999. Ok. Thế bây giờ này cô hỏi để cô confirm lại xem các em hiểu cái này cô đang đang giải thích xem các em có hiểu này. Giả sử cô Giang đổi cái điều kiện đi. Đơn vị nhỏ nhất của cô Giang bây giờ không phải là 1 đồng mà là 100 đồng. Nghe cô Giang hết. Đơn vị nhỏ nhất không phải là 1 đồng mà là 100 đồng thì số mà lớn nhất cho cái trường hợp dưới 150.000 là bao nhiêu? Gõ cho cô Giang để cô biết các em có hiểu không? Gõ đầy đủ cho cô Giang. 149 chưa đúng, nó phải là một cái gì cô? Nào các bạn ơi cho cô hỏi này. Trong trường hợp cô trò mình đổi điều kiện là đơn vị nhỏ nhất tính đến 100 đồng thì dưới 150.000 số lớn nhất là bao nhiêu? Đúng rồi, nhấn Linh gõ lại. Đúng rồi là 149.900 cô Giang ạ. À. Đồng ý chưa? Nếu cô Giang đổi lại đơn vị nhỏ nhất là 1.000 đồng thì nó sẽ là 149.000 đúng không?
Rồi, cảm ơn mấy đứa. Cô cứ sợ các em hơi lo lắng cái chỗ mà 100 đồng, 1.000 đồng, 100 đồng với lại là 1 đồng ấy là các em không có biết gì. Bây giờ mình có dùng 1 đồng với 100 đồng đâu. Nha, yeah. Ok, thế là hiểu chuyện cho cô rồi đấy. Nếu mà ta tính những 100 đồng thì nó sẽ là 149.900. Tính những 1.000 đồng thì nó lại là 149.000. Đơn vị nhỏ nhất của nó là 1.000 đồng thì nó lại là 149 trong cái khoảng này, lớn nhất, đúng không? Nào, cô cho mình này. Nào, tiếp tục nào. Đến 200.000, đến có nghĩa là đạt được. Vậy là số lớn nhất trong cái vùng cô cho mình cần đếm này là 200.000. Nha. Và cái ô cuối cùng này này, các em này. Ô cuối cùng này cô cho mình không gõ, nhưng nó sẽ là trường hợp còn lại nhé, những trường hợp còn lại. Nên là cái đối số thứ hai trong hàm frequency khi em quét này, cái đối số 2 này, này trong cái bảng tham chiếu này, nó phải bao gồm cả cái ô trống cuối cùng này của cô ra nha. Nào, lên đây cô cho số ở đây, các bạn sẽ gõ vào đây cho cô cái bảng tham chiếu nào. Nào, gõ với cô Giang nhé. Cô đang 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 đợi gì nhỉ? Đang xin mấy bạn thêm một thời gian nữa nhé. Cô nói mà nó bị chót mất thời gian của các em này, chịu khó cho cô. Thương thì thương cho chót này, cho nó xong hết thì cái bài này. Nào, thành tiền nhỏ hơn hoặc bằng 90.000, gõ cho cô Giang 90.000. Các em xong chưa? Dưới 150.000 mà tính đến 1 đồng là nhỏ nhất thì nó sẽ là 149.999. Ui, cô Giang kỳ nhỉ, chả biết 1 đồng là bao nhiêu. 1 đồng là 1 phần 1.000 của cái 1.000 của các em ấy. Nha. Đến 200.000 sẽ là 200.000. Đúng chưa? Bạn nào mà muốn muốn định dạng có dấu phẩy giống cô Giang này, không phải là ngồi gõ dấu phẩy này đâu, không phải gõ dấu phẩy đâu nhá. Mà bạn nào muốn định dạng cái dấu phẩy nhìn cho dễ á, là bạn ấy chọn cái vùng dữ liệu này. Hôm sau đến cái phần định dạng ngày tháng với số là cô Giang sẽ gặp lại một lần nữa cái chuyện định dạng số nhé. À, bữa trước các bạn nào hỏi cô về cái chuyện định dạng ngày tháng ấy, cô dồn là cái phần định dạng cơ bản về phía sau. Rồi, kem định dạng cũng được mà không định dạng cũng được. Định dạng thì kem đọc dễ hơn thôi. Kem xong chưa? Nhớ này, tí nữa cái bảng tham chiếu phải quét cả ô trống cuối cùng này. Ha. Giải thích với nhau thì lâu nhưng khi các em hiểu rồi nhá, các em làm sẽ rất là nhanh, không lâu đâu. Các em xong cái này cho cô Giang chưa? Xong cái bước lập bảng tham chiếu là đi được một nửa đường rồi. Bây giờ này, đến cái thao tác của cô trò mình là thao tác thực hiện hàm. Nghe cô Giang nói hầu hết các chú 10 chú mà làm trực tiếp ấy, thì chỉ có 7 hoặc 8 chú thành công thôi. Cứ một hai chú gì, hai ba chú gì đó là làm hoặc là nhanh hơn hoặc là nghe loáng thoáng thế là sẽ không làm được kết quả của câu này đâu. Nhớ là phải làm cho cô từng bước một này ha, không được vội. Cô trò cùng làm với nhau từng bước một này. Cô thu cái phần này, đợi cô tí, cô phải làm song song, cô đọc lý thuyết cho các bạn, cô dò từng bước lý thuyết cho các bạn ha. Nào, mấy đứa nhìn với cô này. Nào, thực hiện cách thực hiện hàm này. Các em nhìn cách thực hiện hàm nhé. À, các bạn này chọn tất cả các ô cần đặt kết quả trên đó. Bước 1, nào, em cần đặt kết quả ở đâu, cần đặt kết quả tần số ở đâu, em chọn ở đó. Bốn ô này sẽ là ô chứa kết quả thì em quét bốn ô cho cô giải. Quét xong chưa? Quét xong này, gõ bằng frequency cô bảo này. Quét xong mà nhấp lên đây một cái mà gõ là thất bại đấy. Quét cho cô này, sau đó đứng ở vị trí đó ha. Quét xong gõ luôn dấu bằng. Và khi cô gõ dấu bằng thì những cái phần ô mình chọn nó vẫn đang được chọn. Nhớ nhá, quét xong mà nhấp chuột lên ông trên mà gõ là chật rồi đấy. Cô Giang không dạy như thế đâu. Cô Giang trong hàm này là cô Giang quét xong này, cô Giang gõ dấu bằng này và nó đang xám xám bốn ô đấy. Nha, nó đang làm cho bốn ô đấy. Đấy chưa? Đối số đầu tiên cung cấp hai đối số. Đối số đầu tiên là cái vùng dữ liệu cần đếm tần số trên đó chính là cái vùng thành tiền của cô trò mình này. Các bạn gọi cái thành tiền cho cô đi. À, cô xin lỗi, cô chưa gõ frequency. Cô Giang vội quá. Cô xin lỗi, cô làm lại nhé. Nào, cô chọn vùng dữ liệu cần đặt kết quả. Trên đó này, cái vùng mà cô chọn mình cần đặt kết quả, gõ bằng frequency đã. Vội quá, cô vội quá cô ơi. Em gõ frequency chưa? Nhớ nhé, là xám xám này. Còn chú nào mà không xám xám là bỏ đi, làm lại. À, xám xám mấy ô dưới này. Đối số đầu tiên là thành tiền. Em xong chưa? Đối số thứ hai là bảng tham chiếu mà bao gồm cả ô trống cuối cùng. Bình tĩnh nha, không được làm nhanh hơn cô. Cái này là không được làm nhanh hơn cô. Em quét cho cô vùng tham chiếu chưa? Bao gồm cả ô trống cuối cùng chưa? Đóng ngoặc này. Đóng ngoặc xong chưa? Rồi, kết thúc từ từ không được enter. Nhấn phím Ctrl Shift, nhấn và giữ trên tay, giữ tay nhấn trên bàn phím không được rời ra. Nhấn Ctrl Shift, tìm Ctrl Shift ở góc dưới bên trái ấy. Trong quá trình nhấn enter là vẫn phải giữ control shift nha. Còn nếu mà bạn nào mà run tay mà nhổm cái control shift lên nên là nó không ra kết quả đâu, sẽ ra sai đấy. Giữ control shift này, gõ phím enter.
Được chưa? Các bạn xong chưa? Cô làm lại một lần thao tác nữa nhé. Cô chọn vùng cần đặt kết quả này ha. Bạn nào xong rồi cho cô cái dấu chấm. À, cô chọn vùng cần đặt kết quả này, cô gõ bằng frequency này. Đồng ý chưa? Rồi, đối số đầu tiên là thành tiền, bởi vì sao? Bởi vì em cần đếm tần số trên cái vùng thành tiền. Đối số thứ hai là vùng tham chiếu mà em lúc nãy em vừa lập đấy, bao gồm cả ô trống cuối cùng. Cô đóng ngoặc này, cô giữ Ctrl Shift, cô giữ cố định tay ở đó này và cô nhấn phím Enter. Trong khi cô nhấn Enter là cô vẫn giữ Ctrl Shift. Đồng bào cô có cái xem nào. Bao nhiêu chú thành công nào? 42. Lúc câu hỏi là 42 đúng không? À, tốt lắm. Các em thấy không? Có một cô bảo đấy, trong cái cao cái frequency này nó nhiều khê một chút xíu cái đoạn mà từ cái yêu cầu, đây là yêu cầu của quản lý, yêu cầu của thống kê và các bạn chuyển về cái dữ liệu tham chiếu này. Còn cái việc các bạn làm đằng sau nó nhẹ nhàng. Em có 5 vùng, 6 vùng, 7 vùng thì cái thao tác của nó cũng vậy nhé. Chỉ thêm một chút cái yêu cầu tham chiếu và làm hết lại. Và đây các em nhìn họ cô nhé. Giả sử này, cô trò mình nhé, nhìn thấy cô Giang này, giả sử như thành tiền bây giờ cô trò mình cần đếm cho những người có bao nhiêu phiếu nhỏ hơn hoặc bằng 130.000 thì cô đơn giản là cô chỉ cần thay cái điều kiện trong tham chiếu thôi. 130.000 nhỏ hơn hoặc bằng 130.000 thì lớn nhất là 130.000. Rồi, thế là khi cô enter cái tham chiếu ở đây cái thì tự khắc nó sẽ cập nhật tần số cho cô. Em thấy nhanh hơn không? Nhanh hơn cái chuyện là cao ít thì em sẽ vào trong hàm em gõ, rồi em lại phải vào trong hàm em gõ cho cái câu tiếp theo để em lấy kết quả lại. Nhưng mà rõ ràng này ha, rõ ràng cô trò mình mà dùng cái cách này thì cô trò mình khi mà nó bật cái tần số của anh này cập nhật thì những cái anh vùng liên quan có ảnh hưởng nó sẽ cập nhật luôn. Các em thấy không? Đó, cái đấy là cái lợi thế. Nhưng mà có một cái lưu ý trong frequency đó là gì? Là cái dữ liệu mà khi em làm này, khi em thiết kế theo cái yêu cầu của họ nó phải tăng dần. Em nhìn không? Và nó gối nhau. Em không thể cầm bốc cái ông 200.000 em để lên giữa mà ông 149 này nằm dưới được, không được. Nên là các cái mức, cái band, cái level của nó là sẽ tăng dần và gối nhau ha. Và còn trường hợp còn lại em không nhập thì nó là cái ô còn lại, ô trống còn lại sẽ dành cho những trường hợp mặc định, những trường hợp còn lại ha. Và này có một cái lưu ý nữa là có bạn nào đang xóa giống cô Giang không? Muốn xóa kết quả làm lại ấy. Khi mà mình xóa một ô ấy là nó không chịu, nó bảo bạn không thể thay đổi một phần của cái mảng được. Bởi vì sao? Bởi vì khi em nhấn Ctrl Shift Enter là em đang làm cho cả mảng ha, cái array hay là cái mảng, cái ma trận của các bạn ấy, ma trận một chiều á ha. Muốn xóa kết quả thì phải chọn hết các ô đặt kết quả và các em xóa. Đồng ý chưa? Xóa một ô là nó báo lỗi, cứ thử đi, nó không cho đâu ha. Muốn xóa là phải xóa hết ha. Cô Giang làm lại một lần nữa thì cô cho mình trước khi về đích này, bằng frequency này, trước khi sang sheet cuối cùng chứ chưa hết đâu, thành tiền này, đồng chí nào đói thì tìm cái gì ăn tạm đó. Rồi đối số thứ hai này, vùng tham chiếu bao gồm cả ô trống cuối cùng này, giữ chắc Ctrl Shift này, trong quá trình nhấn Enter là vẫn giữ Ctrl Shift này, xong rồi mới thả chuột ra. Xong hết. Hy vọng là không có đồng chí nào có vấn đề nhé. Hy vọng là vậy. Rồi, bạn nào mà có vấn đề ở câu này thì chúng ta sẽ sang bên đây để ta về đích xem là ta còn gặp vấn đề này hay không ha. Ui, còn hai sheet nữa. Kịch bản hơi nhiều. Rồi, nhanh thôi, đừng có căng thẳng. Thương cô thì thương cho sót. Học một lần này cho nó thật là đặn, cho thật là ổn đi, đỡ phải nói nhiều về sau. Nào, các em nhìn cho cô Giang này. Sang cái sheet frequency 2. Sang frequency 2 nhé. Thử xem nào, trong vòng 4 phút xem là mấy đứa có làm được cả hai cái này không nhé. Thử xem này. Xem các em có khả năng ứng dụng hay không thôi. Nào, các em nhìn cho cô này, cái lương chính bằng hệ số lương nhân với lương cơ bản. Ngày các bạn ngày hôm nay có bạn nào thắc mắc cái chuyện là cái lương cơ bản này phải tuyệt đối, tại sao không? Bởi vì tất cả mọi người phải lên trên lương cơ bản để lấy, đúng không? Bạn Harry này thì cũng phải lên trên cái lương cơ bản là E2 này để lấy, nên ta phải cố định lại. Cô nghĩ là không có vấn đề gì đúng không? Bây giờ này, sang việc chính này. Đếm cho tớ trên những vùng này. Khi các em làm thống kê thì họ đôi khi họ yêu cầu đấy, cột này là cột lương chính này, cậu đếm cho tớ xem bao nhiêu người thỏa mãn những vùng này. Cô cho mình làm luôn cho nhanh nhé. Nào, chọn cột lương chính và đặt tên cho cô Giang trước đi nào. Đặt tên cho cô là lương chính cho nhanh. Cô cho mình đặt tên xong chưa? Bạn nào đặt tên xong thì vào chọn cái cột này này. Các em biết không? Khi mà em chọn cái cột lương chính này, trong đây này nó sẽ bị chọn hết cả. Lý do là gì? Là bởi vì là em đang có một cái cột trộn từ A đến D ha. Trộn từ A đến D nên khi em trộn á, thì nó chọn cột D thôi, nhưng mà từ A đến D đang trộn nên nó hiểu của mình á, là toàn bộ. Nhưng thực tế nó là cái cột D này, em nhấp vào cột D nó sẽ là cột lương chính, em đặt tên này. Em đặt tên lương chính xong chưa? Đồng bào cô xong chưa?
Xong lương chính nhá. Nào bây giờ nào thật là nhanh nào. Đơn vị nhỏ nhất tính đến 1.000 đồng thì lương chính nhỏ hơn 6 triệu, số lớn nhất đạt được là số mấy? Em cần làm 1 vùng, 2 vùng, 3 vùng, 4 vùng, 5 vùng, 6 vùng đúng không? 6 vùng thì các chú phải gõ cho cô 5 số, mà mỗi số là số lớn nhất có thể đạt được trên cái vùng này. Nào, nhỏ hơn 6 triệu sẽ là 5.999.000. Không phải là 900 nữa. Để cô đánh dấu, cô để cái số như thế này để các em nhìn cho rõ nhé. Cô nhóm cái số này các em nhìn cho rõ này. Nha. Các em thì không cần phải định dạng đâu. Các em gõ để ý cái số cho cô là được. Tại sao lại là 5.999.000? Bởi vì lớn nhất là 1.000, đúng không? Cô cộng 1.000 nữa là thành 6 triệu, là vượt cái band này rồi, hỏng chuyện rồi, nó phải là nhỏ hơn 6 triệu cơ, thì 5.999.000 là số lớn nhất có thể đạt được. Dưới 7 triệu sẽ là 6.999.000. Các em xong chưa? Tiếp này, đến 8 triệu sẽ là 8.123.456. Các em không cần phải gõ cái số 00 này đâu nhé. Cô Giang để như thế này á, để các bạn nhìn cho rõ thôi ha. Để cô giảm giữ số phần tập phân này. Cái gì đây? Cô làm cái gì mà nó cái số phần tập phân cô giảm mà nó cứ bong 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 này. Cô nhìn thế nào? Cái vấn đề là gì đấy? Rồi, đến 10 triệu. Đến 10 triệu sẽ là mấy? Là 10, 1 2 3 4 5 6 là 10 triệu, đúng không? Đến 12 triệu, 12, 1 2 3 4 5 6, cô để cái đến là cái dễ nhất đấy. Đúng không? Cái này cái phông nó hơi nhỏ. Đến là dễ nhất đấy. Em được chưa? 5.990.000 này. 6.999.000 này. 8 triệu này, bởi vì đến 10 triệu, đến 12 triệu. Ông cuối cùng gõ không? Dạ không, đó là trường hợp mặc định còn lại ha. Nào. Xong chưa? Các em xong chưa? Các em muốn định dạng dấu không thì cũng được, mà không định dạng không sao, nhưng đảm bảo là gõ đúng cho cô nhé. Bởi vì khi các em tần số nó sai, là nếu mà khi đếm tần số sai thì trước tiên em kiểm tra lại cái tham chiếu em gõ có đúng hay không. Nào, xem còn một phút nữa có giải quyết được câu này không nào. Chọn vùng cần đặt kết quả. Chọn vùng cần đặt kết quả cho cô Giang bằng frequency. Đồng ý không? Xem bạn nào làm một lần mà ra này. Nhớ là chọn frequency, chọn hết gõ frequency thì những anh khác đang được xám xám để làm đồng thời. Đối số đầu tiên là lương chính. Đồng ý không? Đối số thứ hai là vùng tham chiếu bao gồm các cái ô trống cuối cùng. Các ô trống cuối cùng là dành cho những trường hợp còn lại. Giữ chắc ông cần chuẩn ship cho cô. Giữ chắc cần chuẩn ship ở tay. Giữ chắc cần chuẩn ship. Gõ phím Enter. Xong việc chưa? Nhanh hả? Danh sách này có 145 nhân viên thì cô cho mình sum lại nó sẽ là 145. Nào, bao nhiêu đồng chí ra là kết quả này cho cô? Ta vừa làm, ta vừa giải thích, chứ cô nghĩ các bạn nếu mà làm thuận, làm tự các bạn mà làm hiểu rồi, các bạn làm nhanh là khoảng 2 phút thôi, 1-2 phút thôi. Cô làm là bằng frequency này. Bạn nào xong thì phản hồi hộ cô Giang ấy. Đối số đầu tiên là lương chính này. Đối số thứ hai là vùng tham chiếu bao gồm ô trống cuối cùng này. Rồi, cô đóng ngoặc, cô nhấn Ctrl Shift Enter. Xong chưa? Cô xem đồng đội cô đây nào. Lỗi. Lỗi gì Thủy Trang ơi? Cái lỗi của nó là lỗi gì em? Thủy Trang kiểm tra lại, cô thao tác lại. Bạn nào đó ấy, bạn nào đó mà nhấn Enter một cái ấy, rồi copy ấy, là bạn ấy không có ra, là bạn ấy ăn sai. Lỗi value có thể nào là em gõ là 5, khi Thủy Trang gõ 5.999 ngày, có phải là Thủy Trang gõ 5.999 ha, ra Trang có gõ thế này không? 5.999.000, Trang có gõ như thế này không? Hả? Thì có thể này, cái value ấy, lỗi value là thế nào này? Cái vùng nó là số mà nó yêu cầu phải là số mà em đang gõ chữ ha. Hoặc là ví dụ như cái này cô Giang bảo này, cô Giang gõ cái dấu phẩy hay là cô Giang định dạng cái dấu phẩy đó, để ý cho cô nhé. Rồi kiểm tra cho cô cái vùng lương chính của mình làm đúng chưa, kiểm tra cho cô là cái thao tác của mình đúng chưa. Nó chỉ quanh ở đây thôi, không có gì cả, không có gì khó khăn ở đây hết. Bình tĩnh là ta gỡ được nhé. Vùng tham chiếu này, nhớ là dữ liệu này là dữ liệu số, đừng có gõ cái dấu phẩy. Mà cô Giang có nói với các bạn rồi, cô gõ số rồi cô đi định dạng để các em nhìn cái triệu không không cho nhìn cho nó dễ, đúng không? Chứ còn cô đánh đố mấy đứa mà cô để một loạt số không này, mấy đứa ngồi dò là đau mắt lắm đây nè. Hiểu ý cô không? Nhờ kiểm tra lại cho cô nhé. Thử xem có xử lý được không? Là sao hả Thùy Trang? Tí nữa chụp lại cho cô cái từng vùng của mình.
kiểm tra này, những cái này nó sẽ là cái lỗi nào đó mà cô trò mình đang em chạy theo cô mà em chưa nhận biết được đấy. À, xem cái cột của mình đặt tên đúng chưa, đúng là cái vùng này chưa. Thứ hai là những cái giá trị này là giá trị số, gõ số thôi, đừng có gõ cái dấu phẩy, hay là em đang chọn cái này hay thế nào đó, bởi vì cái lỗi value là thường là dữ liệu của nó là số, em làm là ngược lại là chữ hoặc ngược lại. À, rồi các bạn sang sheet cuối cùng cho cô này, Thùy Trang sẽ nhắn riêng cho cô để cô hỗ trợ riêng nhá. Ngay sau này nhắn lại cho cô luôn trong Facebook á, hỗ trợ luôn nhá, tìm cái lỗi đó. Rồi ta sang kết quả cuối cùng nhé, cô ra thử 2 phút xem là có chiến đấu được xong bài này không này. Đây là danh sách 242 chị thi của mình năm 2020. Thế là tháng 6 2020, thế là khi cô báo cáo kết quả thì thầy có nhu cầu là kiểm tra xem trong 242 bạn thi này thì có bao nhiêu bạn dưới 700 điểm, có nghĩa là số lượng fail sẽ là dưới 700 điểm, bao nhiêu bạn trong những cái band điểm này. Và để ý cho cô là điểm nằm tròn đến phần nguyên, không có phần thập phân. Nào, cô hỏi này, có đếm trên mấy vùng? 5 vùng, em phải gõ cho cô 4 số. Dưới 700 điểm thì lớn nhất là mấy? 699. Họ đang tính phần nguyên. Nào, Trang sang bên đây làm xem có bị lỗi value nữa không? Nếu lỗi nữa là em có sự cố thật, em có vấn đề trong cái thao tác của mình và trong máy của mình có vấn đề. À, đến 700 điểm, 750 sẽ là 750, đồng ý không? Đến 800 sẽ là 800. Dưới 900, cẩn thận kẻo bị bẫy, sẽ là 8. Dưới 900. Rồi, các anh cuối cùng cô trò mình không cần nhập. Các chú xong chưa? Hiểu lý do tại sao những cái này chưa? Nó là số lớn nhất có thể đạt được trên từng vùng. Nào, cái này cô đang đặt hộ mấy đứa rồi. Cái cột này là cột cô đặt tên chưa nhỉ? Cô đặt tên là điểm. Cô đặt tên điểm chứ? À đây, cái cột điểm, cô đặt tên điểm ở đây rồi. Các bạn thống kê trên điểm. Nào, cô đặt tên hộ cho các bạn, cái cột này là cột điểm rồi đấy. Các bạn thống kê cho cô Giang nào, còn 1 phút để thống kê nào. Chọn vùng tần số ha, bằng frequency. Tối số đầu tiên là cột điểm, cô đang đặt rồi nha. Đặt hộ mấy đứa rồi đấy. Còn nếu mấy đứa làm là mấy đứa muốn chọn cả cột hay là chọn cái vùng để cố định lại hay là các bạn phải đặt thì tùy các bạn ha. Mỗi bạn có một chiến lược, còn đây cô đặt trước cho các em để các em dùng cho dễ. Đặt tên vùng rồi đấy. Điểm xong chưa? Đối số đầu tiếp theo là vùng chuyến tiêu, vùng tham chiếu bao gồm cả ô trống cuối cùng ha. Kết hợp tổ hợp phím Ctrl Shift Enter. Rồi, ta về đi. Đúng hết 2 phút. Thắng chưa? Cô làm lại nhé. Chú nào xong rồi là rất là mỹ mãn rồi. Frequency cho cô này. Đối số đầu tiên là điểm. Đối số thứ hai là vùng tham chiếu bao gồm cả ô trống cuối cùng. Hay là cô quét bên đây? Không, bên đây là cái yêu cầu của họ là chữ. Tham chiếu phải là vùng này cơ. Đúng không? Ctrl Shift Enter. Rồi, chú nào xong cho cô nào. Xem nào. Rồi, Trang được rồi. Mình sẽ làm nhiều thì theo bảng điểm thì họ sẽ bỏ qua 900 mà. Dưới 900. Đây, rồi. Đúng rồi, từ 900. Cô xin lỗi, đúng rồi, từ 900. Từ 900 em ạ. Đấy. Đây nhá, bạn nào nhìn, bạn nào đang hỏi cô, đúng rồi, cái này 901 cô sai. Ở dưới đây này, từ 900 này, thế là đây nhá. Cô sẽ cập nhật một bạn nào đó 900, em sẽ thấy nó sẽ nhảy cái này cho mình này. Bạn này 812 đúng không? Cô sẽ 900 này, Enter này, em thấy không? Là cái bạn 900 nó sẽ được nhảy lên này. Từ 900, bạn nào đấy tinh đấy. Từ 900 chứ không phải là từ 901. Đây là dưới 900 thì nó phải là từ 900 trở lên. Tất cả các cái này các em thấy nó đều gối nhau hết, nó gối nhau hết. Bạn thấy cái điều kiện này, đáng ra là cô trò mình phải là từ 900 chứ không phải ghi 901 đâu. Hả? Và điều kiện này là cho từ 900 trở lên đấy. Là trong trường hợp còn lại, những trường hợp còn lại. Được chưa? Các em xong chưa? Đúng rồi, bạn Thái nhìn rất là rõ. Từ 900 đấy Thái ạ. Đúng rồi. Ta viết như thế này, những ông nào mà dưới 900 ấy, là ông ta cái này còn ngược lại. Tất cả phía đằng sau này là dành cho từ 900 trở lên hết. Cô chào mình thay ông này là 900, cái là nó bật cái số này lên là 22 này. Đấy, 900 này. Cô enter cái này, cô đổi ông đầu tiên là nó lên 22 này. Đúng không? Nó tự động nó cập nhật. Các em xong chưa? Rồi, ok, ổn hết. Đấy, các em thấy không? Nếu cô trò mình không biết thì là mình phải chăm chỉ ngồi gõ cao ít S thôi. Và khi nó thay đổi cái vùng nào đó thì em phải vào em cập nhật hai cái vùng lân cận, đúng không? Cả hai ông. Còn ở đây cô trò mình, các em muốn thay đổi vùng thì các em thay đổi tham chiếu và tự khắc nó sẽ cập nhật cái vùng lân cận cho các em. Rồi, ổn đúng không? Khi ta có nhiều lựa chọn thì ta viết được quyền để
để tìm cái nhanh nhất. Còn nếu ta biết có một ông thôi thì đúng là ta có thể dùng mãi rồi. Nào, lưu bài hộ cô Giang với cái phần mà luyện tài khoản ấy thì cô cần các bạn báo kết quả cho cô, báo là cái tên, full name, email rồi cái thời gian kết thúc. Đêm qua đấy cô ngồi cô bảo cô sắp bài cho các bạn, cô đánh dấu cho các bạn ấy. Mà có những bạn bốn mấy phút rồi bởi vì các em bận quá, cô nghĩ là các bạn bận ấy. Nếu các bạn học qua online ấy, các em phải nhận quá nhiều email, đúng không? Nên là các em bỏ qua mất kỹ các email của cô. Nhưng mà các em thấy những cái dấu hiệu của cô khi mà cô gửi các cái thư á, cô có phải ghi khóa mốt hay cái gì đó mà có chữ mốt để làm dấu cho các em đấy. Cái chủ ý của cô đấy chứ không phải tự nhiên đâu. Ha. Nên các bạn cố gắng check các email của cô nhé. Rồi những cái cô hướng dẫn ấy, chịu khó lướt qua một chút xíu, thấy cái gì đó của vào Mai Thu Giang gửi chịu khó xem cho cô vậy. Những bài mà liên quan đến tài khoản thì các em báo full name, email rồi cái thời gian kết thúc cho cô, tối đa là 35 phút, còn càng giảm nữa được thì càng tốt ha. Càng giảm nữa thì khi các em đi thi các em càng nhẹ nhàng, càng đỡ áp lực. Còn cái bài này này, thực hành ứng dụng là phải nộp email cho cô này, cho cô ưu tiên cho cô này, thương thì thương cho chót này, cho cô cái feedback để cần cải thiện gì ở đây không. Có thể bài này nó hơi nặng với các em đấy, hơi nặng một chút xíu cái phần mà các em làm cái hướng dẫn đi làm đấy ha. Email bài cho cô này, nộp bài này. Còn khi các em làm tài khoản thì không phải nộp file đâu. VPN này chưa. Rồi, ưu tiên làm feedback hộ cô Giang trước, xong rồi các bạn nộp sản phẩm. Cô sẽ gửi lại video của đoạn này, rút kinh nghiệm của ngày hôm qua nên hôm nay cô đúng là kéo thêm thời gian hơi về phía sau một tí này. Cái đoạn đầu làm cho đi phỏng vấn, cô động viên các bạn đấy, nó khó là hiển nhiên thôi, bởi vì họ có quyền lọc người mà, đúng không? Họ được quyền lọc, họ được quyền ra cái điều kiện cho mình. Mình đáp ứng được thì mình sẽ đi vào, mình làm việc với họ, còn không thì mình chấp nhận rồi lui. Nên là nó sẽ yêu cầu kỹ năng khó một chút. Nhưng mà cô nghĩ là khó khi cô trò mình chưa biết, đúng không? Còn khi ta biết nhiều kỹ năng rồi thì không bằng cách này cách khác, các em sẽ có những cái cách để giải quyết cho mình. Nên khi mình có nhiều, mình học biết được nhiều cách thì mình sẽ thoáng hơn trong cái cách giải quyết. Em nộp bài cho cô ha, cố gắng. Bạn nào mà chưa làm được bài XML, thực tế là 250 bạn thế, nhưng hiện tại cô mới thu được là 211 bạn. Cô đánh dấu được 211 bạn. Còn một số bạn có thể là các anh chị đi làm, có thể là các anh chị học để biết thôi, các anh chị không có nhu cầu luyện tài khoản. Nhưng các em thấy không, học tài khoản nhưng không chỉ là cái chuyện của tài khoản không, mà nó sẽ có những cái ứng dụng đi làm trong đấy. Ví dụ như RemoveWK chẳng hạn, đúng không? Nó là những cái mà hay để đi làm nữa chứ không phải là cái chuyện của tài khoản không. Nên là cố gắng, có thể sắp xếp được thời gian hay quyết tâm là làm liền nha. Chứ còn nếu mà để rời lui nữa là mấy tháng nữa và lâu hơn nữa đấy. Nếu mà các em cô xóa được Phượng ơi, đây ta dạy nhau cách xóa tên vùng nhá. Xóa tên vùng đây cái này của cô rồi. Xóa tên vùng đó là em vào cái formula Phượng này, vào name manager này. Cô Giang cái bài mà đặt tên ý, hướng dẫn đặt tên là cô Giang có để cái hướng dẫn xóa tên vùng ở đấy rồi đấy, xóa với sửa tên vùng. Cái bài số 4 của cô trò mình khi cô hướng dẫn đặt tên là cô có để cái lý thuyết xóa tên vùng đấy. Nhưng mà chắc là cô nói nhanh quá đấy. Vào formula này, vào name manager này, em sẽ ra được cái bảng quản lý tên. Ví dụ em cần xóa cái tên là điểm chẳng hạn, cô trò mình vừa đặt một cái cột tên điểm. Thay vì là em ngồi em tìm chữ chữ D nó lâu lắm ha, em nhấn chữ chữ giờ trên bàn phím đi ha, thì nó sẽ ra những cái mà liên quan bắt đầu đến chữ giờ ha, là em tìm đến cái tên em muốn xóa. Và cái chữ xóa của mình là chữ delete này. Ok chưa? Hay ví dụ cô trò mình muốn đổi đến cái có cái thành tiền không? Đó, có cái thành tiền này. Đây có thành tiền, cô có đặt cái khác nữa không? Có hai cái thành tiền thì phải định dạng. Thành tiền này là cái ở C lâu rồi này, cái thành tiền này là cái mới của mình này. Rồi, cái nào để xóa cái chữ delete này này. Cái được chưa? Phượng xong chưa? Cô có để lý thuyết nhưng chắc bữa cô nói nó nhanh quá để cô sang cái phần mới như là. Rồi, cố gắng nhá. Các đồng chí cô cố gắng nhé. Quyết tâm đi. Bạn nào đấy đang F0 hay gì đó thì cô bảo rồi, nghỉ ngơi là số 1.
Còn đến khi các em khỏe, một cái là các em chiến đấu là một ngày hai ngày, nhưng với điều kiện phải quyết tâm cao, thì một hai ngày là các em xong cái chuyện tài khoản thôi, không quá căng thẳng đâu nha. Nhưng mà bạn nào không quyết tâm thì cả nửa năm cũng không xong đâu, tin cô đi. Cô dạy bao nhiêu bạn rồi, các em là thứ 6.000 chứ không phải là thứ mấy đấy, những tài khoản số 6.000 rồi. Nên là nếu mà các em không quyết tâm thì có khi năm sau lại phải ngồi lại với cô đấy. Rồi, chào các bạn nha, nghỉ ngơi nhá. Hôm nay học như thế là ổn lắm rồi. Nộp bài cho cô và cho cô cái feedback. Chào các em nha. Cảm ơn. Cảm ơn thầy Trang, cảm ơn các bạn. Chào các đồng chí nhá. Chắc giờ mới có nhiều bạn được đi ăn cơm bên này. Rồi, cô dừng đây, cảm ơn các em nha. Cô dừng này để cô dừng cái video bên đây nữa.